vương giả chương 1490, chủ thần đại nhân. Giờ phút này, trong quần thể biệt thự của tập đoàn Terra, tầng cao nhất của tòa nhà khoa học kỹ thuật, ánh sáng âm u bao phủ mỗi một góc trong phòng, tầng cao nhất này chỉ có một gian phòng cực lớn, vô cùng rộng rãi, trông giống như một cung điện, nhưng so với cung điện thì đơn giản hơn chút, không có quá nhiều sự trang trí xa xỉ. Chỉ là từng ngọn đèn lỗ khảm ở các ngóc ngách trong phòng tản ra ánh sáng yếu ớt, mặt đất không phải sàn nhà mà giống như một tấm gương trong suốt. Heslo mặc một chiếc áo dài nam màu vàng đen trông như một linh mục đang chậm rãi đi vào, bàn chân dẫm lên mặt đất trong suốt giống như là đang đi trên không trung, phía dưới mặt đất này cũng không phải là hình ảnh của tầng tiếp theo, mà là một khoảng âm u sâu thẳm mênh mông, điểm từng chút ánh sáng giống như là một vũ trụ đầy sao. Thân thể Heslo đứng thẳng tắp nhưng đầu lại hơi cúi xuống, hắn đang nhìn ra khu vực cách mũi chân chưa đến 5 mét, cũng không dám kéo dài về phía trước nhiều, cứ như vậy bước đi từng bước từng bước một, trong lòng đang yên lặng nhớ kỹ, khi đi tới bước thứ 12, lúc này, hắn dừng lại sau đó hơi cúi người, giọng điệu vô cùng cung kính, nói Heslo đến gặp chủ thần đại nhân, không biết ngươi gọi ta vào có gì dặn dò. Một người trẻ tuổi cực kỳ lạnh nhạt, mang theo ngữ điệu bể nghệ thiên hạ từ trên đỉnh đầu của Heslo truyền xuống, tên ma tộc kia lại đi gây họa rồi, ngươi đi thu dọn cục diện rối rắm đó đi. Heslo hơi ngẩn ra, nghi ngờ hỏi là cái tên được đưa đến đưa đến công ty Randy. Hắn không chịu ngoan ngoãn thành thật ở công ty mà còn dám gây ra tai họa. Là hắn cố ý, hắn muốn xem thử ranh giới khoan dung cuối cùng của ta. Giọng nói thờ ơ đó không hề chứa một chút cảm xúc nào, nói đi đi. Heslo căng thẳng trong lòng, vội vàng cúi đầu nói, vâng, chủ thần đại nhân. Nói xong, hắn hơi cúi người hành lễ sau đó mới chậm rãi xoay người lui ra, trước khi đi hắn liếc nhanh qua phía trước, Nhìn thấy ánh hào quang vô cùng chói mắt, dường như là một pho tượng thần linh đang phát sáng. Hắn bình tĩnh đi ra khỏi gian phòng, chờ cánh cửa hợp kim chậm rãi lại đóng lại mới cảm giác không khí nhẹ hơn rất nhiều, khẽ thở ra một hơi, đôi mắt hơi chớp, trong lòng tự lẩm bẩm, lại là tên ma tộc kia, chủ thần đại nhân để ý đến hắn như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Sau khi đổ địch an đi vào thị trấn nhỏ, hắn gọi một chiếc xe hơi và trở về công ty. Vừa mới vào công ty Đỗ Địch An đã dùng thấu thị quét qua các tầng lầu, sau khi tìm thấy bóng dáng của Trương Lan Tâm, hắn lập tức đi thẳng tới một phòng thí nghiệm ở tầng cao nhất. Quét thẻ, cửa phòng thí nghiệm mở ra, Đỗ Địch An vừa vào đã thấy Trương Lan Tâm và Khổng Chí đang bận rộn làm thí nghiệm, còn có bốn chuyên gia khác, bọn họ là một tổ, một khi nghiên cứu dự án thành công thì sẽ đạt được danh lợi vô cùng to lớn. Nghe thấy có người đi vào, không ít người quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Đỗ Địch An, bọn họ cau mày một cái sau đó không để ý nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc. Trương Lan Tâm thấy Đỗ Địch An trở về, buông hóa chất trong tay xuống, nhanh chóng bước tới, nhỏ giọng hỏi, bọn họ đi rồi à? Đều đi cả rồi. Khi Đỗ Địch An nói đến từ đi, hắn đã dùng một ngữ điệu khác. Trương Lan Tâm cũng không nghe ra sự khác thường, thở vào nhẹ nhõm rồi vội vàng hỏi, bọn họ muốn bao nhiêu tiền? Rất nhiều phải không? Đỗ Địch An mỉm cười, đưa hóa đơn chuyển tiền của máy thông tin ra cho nàng xem, nói, cũng không nhiều lắm, mỗi người 200 ngàn, tổng cộng hơn 8 triệu, ta vẫn cho nổi. Nhiều vậy sao? Trương Lan tâm trợn mắt, hơi giật mình, nhưng rất nhanh nàng đã vô cùng tức giận, cúi đầu ngột ngạt. Bà Lan tâm, ngươi đừng để trong lòng, chỉ là chút tiền nhỏ, bọn họ hứa sau này sẽ không đến nữa, chỉ là về sau ngươi cũng đừng có để ý đến những người này nữa, liên bang có vô số người nghèo, giúp không hết được, đều giúp thành bạch nhãn lan hết rồi đỗ địch an khuyên bảo trương lan tâm nặng nề gật đầu nói ta biết chuyện lần này ta cũng thấy rõ sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa nhưng mà đứa nhỏ à số tiền này của ngươi nàng suy nghĩ một chút sau đó trịnh trọng nói ta sẽ trả lại cho ngươi trương lan tâm cảm nhận được ánh mắt bất mãn của những người khác cũng không tiện nói thêm vậy ngươi ở đây tùy ý xem một chút có cái gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta ta đi làm việc trước đã được rồi đỗ địch an đồng ý đỗ địch an dạo quanh phòng thí nghiệm một lúc rồi đi hắn đi tới phòng thí nghiệm không có người ở bên cạnh kéo một cái ghế đến ngồi bên giá sách thỏa thích lật xem tư liệu bên trong với quyền hạn của hắn có thể tùy ý vào những phòng thí nghiệm này so với việc tỉ mỉ đọc ở trong phòng thí nghiệm đang có người thì ở chỗ này có thể rất ngẫu hứng chỉ là đa số tư liệu ở đây hắn đều xem không hiểu nhưng mà hắn đều cố ghi nhớ những công thức này Chờ sau khi học được công thức và danh từ đại diện cho cái gì đó là có thể lập tức thông suốt. Hắn tìm được quyển sổ ghi chép, lần lượt ghi chép lại những thứ không hiểu, sau đó đến phòng ăn trước, gọi đồ ăn, vừa ăn vừa đợi. Đợi đến khi Trương Lan Tâm, một chuyên gia của phòng thí nghiệm đi xuống ăn cơm, Đỗ Địch An lập tức gọi lên món chính, lúc này Trương Tâm Lan đi tới phòng ăn, bị Khổng Chí ở bên cạnh nhắc nhở, nàng lập tức chú ý tới Đỗ Địch An đang ngồi ở một vị trí dễ thấy, hơi bất ngờ trực tiếp đi qua đó. Tiểu Tần à, chuyện lần này nhờ có ngươi trương lan tâm trên mặt tràn đầy cảm kích, vô cùng chân thành nói. Đỗ Địch An kéo ghế mời bọn họ ngồi xuống, chuyện nhỏ ấy mà, bà Lan Tâm không cần phải cảm ơn. Ta nghe nói rồi, tận 9 triệu, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một con số nhỏ, những người này đúng là quá đáng, thật sự chính là ác lan, nói cái gì mà người nghèo đáng thương, đáng thương tất có chỗ đáng hận, nói không hề sai chút nào. Khổng trí bên cạnh tuổi cũng đã cao nhưng giọng nói lại giống như một người trẻ tuổi đang đầy tràn đầy lòng căm phẫn, tức giận bất bình. Nếu không phải Trương Tâm Lan nói Đỗ Địch An đã cho nàng xem qua hóa đơn chuyển khoản, ở bên trên có cả tên người nhận, hắn cũng không thể tin được lời Đỗ Địch An nói là thật. Sau khi xác nhận thật sự có chuyện này, hắn lại càng thêm căm hận những kẻ đòi tiền. Đỗ Địch An mỉm cười không phủ nhận, tuy 9 triệu đối với hắn không là gì, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức không quan trọng. Đợi hai người họ gọi xong bữa tối, ba người vừa ăn vừa tán gẫu vui vẻ. Tiểu Tần à, ta nghe nói ngươi đang học làm thí nghiệm, chuẩn bị tự mình xin nghiên cứu hạng mục, nếu có chỗ nào ta có thể giúp thì ngươi cứ nói với ta. Trương Lan Tâm vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, chờ cho Đỗ Địch An ăn xong, nàng sợ hắn rời đi nên vội vàng nói. Đỗ Địch An đang đợi cái cơ hội này, cho dù nàng không mở miệng, thì tự hắn cũng sẽ chủ động mở miệng, nhưng mà hắn không thể hiện quá mức vui mừng, chỉ cười cười, nói, đúng là ta muốn cùng công ty xin một hạng mục, phía trên cử ta tới đây cũng không phải không có nhiệm vụ, nhưng mà kiến thức của ta quá hạn hẹp, rất nhiều thứ đều không hiểu. Kể cả lời của những chuyên gia lớn như các người, ta cũng có chỗ nghe không hiểu, vẫn còn phải học tập rất nhiều. Trương Lan Tâm và Khổng Chí đã sớm biết được Đỗ Địch An vô cùng hiếu học, nghe hắn nói như vậy, Trương Tâm Lan mừng rỡ nói, nếu có gì không hiểu thì ta có thể dạy ngươi. Đúng rồi, chỗ nào không hiểu, ngươi có thể đến hỏi ta. Khổng chí nói, trong mắt mang theo ý cười, vô cùng coi trọng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An gãi đầu nói, vậy có phiền các ngươi quá không, làm mất tinh lực của các ngươi. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà, Trương Lan Tâm vội vàng nói, sợ Đỗ Địch An từ chối thì nàng sẽ không tìm được cơ hội báo đáp nữa. Đỗ Địch An thấy vậy cũng không từ chối khéo nữa, hắn đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, có kẻ nhận được sự giúp đỡ của người khác lại tham lam nhiều hơn có người nhận một chút ân huệ của người khác thì cả người đã khó chịu nghĩ hết mọi cách để báo đáp đáng tiếc loại người này cũng chỉ là một con số nhỏ chờ hai người ăn xong đỗ địch an liền lấy quyển sổ ghi chép ra để xin hai cả chỉ dạy hai người nhìn thấy đỗ địch an ghi chép chi chít các thứ trên quyển sổ hơi kinh ngạc không ngờ đỗ địch an lại siêng năng như vậy trong lòng càng thêm tán thưởng hắn vui vẻ tận tình hướng dẫn tiểu tần à những thứ ngươi ghi đều không có hệ thống, với tuổi của ngươi chắc cũng chưa học nghiên cứu sinh đúng không? Trương Lan tâm lật xem quyển sổ ghi chép, rất nhanh đã nhìn ra trình độ tri thức của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An gật đầu nói, vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc đó chỉ lo chơi nên thành tích cũng bình thường. Trương Lan tâm mỉm cười, An ủi nói, bây giờ muốn học vẫn kịp, ta dạy lại từ đầu cho ngươi, đêm nay ta về sửa sang lại một chút, ngày mai sau khi thí nghiệm của ta kết thúc thì ngươi đến tìm ta vẻ mặt đỗ địch an tràn đầy vui mừng, nói, vậy thì cảm ơn bà Lan Tâm rất nhiều, nhưng mà ngươi cũng đã lớn tuổi rồi, đừng nên thức quá khuya. Không sao đâu, ta vẫn có thể chịu được. Trương Lan Tâm cười nói. Chờ sau khi hai người cùng nhau rời đi, Đỗ Địch An cũng thu dọn đồ đạc trở về nơi ở của mình, lật xem tin tức buổi tối, rất nhanh đã xem được tin tức về vụ rơi xe, địa điểm và hình ảnh chụp được chính là chiếc xe mà hắn đã đưa tan kia buổi tối Trương Lan Tâm về nhà sửa sang lại kế hoạch học tập cho ta chắc sẽ không rảnh để ý đến những tin tức này. Ngày thường mấy chuyên gia này cũng chỉ để ý tin tức về chuyên ngành của mình, thi thoảng có thời gian rảnh rỗi mới có thể xem những cái khác, nên tạm thời cũng không cần lo lắng. Hơn nữa cũng không có đưa tên người chết, đổ địch an lật xem tin tức, chỉ chụp được hình dạng của đoàn tàu bị rơi và hành khách bên trong đầy máu tươi, nhưng mơ hồ không rõ ràng. Đỗ Địch An tin tưởng Trương Lan Tâm sẽ không liên tưởng tới những kẻ đòi tiền, cho dù có liên tưởng đến cũng chả sao, từ tin tức có thể thấy, vụ việc lần này được định thành một tai nạn ngoài ý muốn do trục trặc định vị của tàu hỏa. Xem ra, tập đoàn vẫn rất dung túng cho ta. Đỗ địch an nghĩ thầm trong lòng. Biết ta là ma tộc, biết ta giết nhiều người như vậy vẫn còn bao che cho ta, tùy tiện điều tra một chút là có thể tra ra nguyên nhân chính của vụ tai nạn này. Ha <laughs> ha, mí mắt đổ địch an hơi nheo lại, trong mắt nảy lên một tia lạnh lẽo, Tuy rằng hơn 40 người này đều là dân bình thường, nhưng mà liên bang là xã hội pháp quyền cũng không quá khác biệt so với thời đại cũ, thậm chí so với thời cũ còn nghiêm ngặt hơn. Giết người, cướp bóc, tất cả đều sẽ bị bắt. Ở liên bang thậm chí còn không có xã hội đen, chỉ có cảnh sát và pháp luật nghiêm ngặt, đây là một xã hội nhân đạo, cho dù là ngàn vạn phú hào giết người cũng phải đền mạng. Trong tin tức thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện chuyện các nhà đại phú đại quý xâm phạm thiếu nữ nhà lành bị bắt phán kết án, pháp luật che chở cho mỗi một người công dân, cho nên đám người đòi tiền mới dám kiêu ngạo như vậy, giống như câu nói đó, người có tiền hơn nữa, lợi hại hơn nữa, dám giết ta sao. Tuy nhiên, tập đoàn te-ra đứng ở vị trí hàng đầu của xã hội này đã cho Đỗ Địch An một câu trả lời, dám, dám đến không thể dám hơn nữa. Án mạng của hơn 40 người lại được nhẹ nhàng định thành một tai nạn ngoài ý muốn. Đỗ Địch An không làm gì thêm, thậm chí khi đập vỡ thiết bị định vị còn cố ý để lại dấu vân tay, chính là muốn thăm dò năng lượng và phản ứng của tập đoàn Terra. Bây giờ xem ra, ở thành phố Đô Yêu này nói tập đoàn Terra một tay che trời cũng không quá đáng chút nào, thậm chí phạm vi cũng không chỉ giới hạn trong thành phố này, mà là hơn một nửa liên bang. Tập đoàn cũng không cho người đến cảnh cáo ta, xem ra chút chuyện nhỏ này còn chưa chạm đến một phần mười ranh giới khoan dung của bọn họ, có bao nhiêu khoan dung thì có bấy nhiêu ý đồ cho ta mở quyền hạn cao nhất để có thể học tập được nhiều tri thức thâm sâu nhìn qua có vẻ như đang giúp ta nhưng nếu thực sự có tâm giúp thì nên trực tiếp biểu lộ thân phận trừ khi là có bí mật gì đó khó nói xem xét từ đủ loại hiện tượng đỗ địch an cảm thấy thiện ý của tập đoàn te ra với mình cùng với việc muốn giúp đỡ mình cũng không liên quan lắm tất nhiên là có mục đích lúc hắn đang suy tư thời gian đã trôi đến nửa đêm Đỗ Địch an khẽ thở dài, cái cảm giác này giống như một chiếc thuyền đang trôi dạt giữa biển rộng mênh mông, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt, không thể đoán được lúc nào trời sẽ nổi gió, nhưng gió cuối cùng cũng sẽ thổi đến. Hắn hạ quyết tâm, trước tiên phải học được kiến thức đã, sau đó mới giải quyết vấn đề trái tim của mình, nếu như không phải tải trọng của trái tim quá kém, hắn cảm thấy thân thể mình có thể bộc phát ra sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi. Phi Nguyệt cải tạo thân thể của hắn có lẽ đã vượt xa dự liệu của phi nguyệt và chính bản thân hắn cảm nhận được nếu như có thể bộc phát ra sức mạnh của vương giả cho dù tập đoàn terra có suy nghĩ với ta ta cũng có thể tự bảo vệ được mình vũ khí mạnh nhất mà bọn họ nắm giữ ngoại trừ đạn hạt nhân ra hẳn là vũ khí laser đỗ địch an nghĩ thầm trong lòng hẳn là sẽ không thể dùng vũ khí hạt nhân để tấn công hắn dù sao hắn cũng đang ở trong liên bang vì phá hủy một ma tộc như hắn mà khởi động vũ khí hạt nhân còn không bằng thả hắn đi muốn giết hắn ở liên bang nhất định là phải dùng một vũ khí chuẩn xác như laser nhưng nếu hắn có sức mạnh vương giả và vấn đề trái tim được giải quyết thì cho dù laser có bắn xuyên qua tim xóa bỏ một nửa thân thể hắn cũng có thể tái sinh trở lại thời gian trôi mau ban ngày đổ địch an tự mình tìm đọc các tư liệu đem lại đến chỗ của trương lan tâm học thêm khổng chí thỉnh thoảng cũng sẽ dạy hắn một số kiến thức sinh vật học ít gặp trình độ kiến thức của Đỗ Địch An cũng nhanh chóng được nâng cao lên, năng lực gặp qua là nhớ cộng với siêng năng tự học, tiến bộ thần tốc. Rất nhiều thứ Trương Lan Tâm chỉ dạy qua một lần Đỗ Địch An đã hoàn toàn nắm được, thậm chí còn suy một ra ba, hắn thể hiện ra chỉ số thông minh kinh người khiến cả hai vị chuyên gia lão luyện cũng đều trợn mắt liếu lưỡi. Chớp mắt đã qua ba tháng, Đỗ Địch An cảm thấy thời gian cũng gần ổn rồi, hắn liền nộp đơn xin hạng một thí nghiệm sát sống với công ty so với dự tính của hắn còn nhanh hơn công ty không để hắn đợi lâu buổi tối hôm đó đã phê duyệt hạng mục luôn số tiền phân bổ đầu tư cho đợt đầu tiên lên đến 50 triệu đề bạc hắn thành chủ nhiệm của hạng mục có thể tự mình lựa chọn các chuyên gia khác của công ty tham gia thí nghiệm sau khi sự việc truyền ra ngoài đỗ địch an lập tức trở thành người nổi tiếng trong mắt các chuyên gia có người ghen tị không ngớt nhưng ngoài mặt nhìn thấy đỗ địch an thì vẫn vô cùng thách khí thậm chí còn không tiếc khen ngợi lấy lòng vài câu hy vọng được đổ địch an nhìn chúng có thể được kéo vào cùng hạng mục thí nghiệm của hắn. Dù sao thì số tiền phân bổ vào đợt thí nghiệm đầu tiên cũng cao như vậy, hiển nhiên là công ty và tập đoàn phía trên đặt kỳ vọng rất lớn, hơn nữa bọn họ còn nghe nói. Đỗ Địch An đã nghiên cứu rất nhiều năm về thí nghiệm sát sống mà không có tiến triển gì, một khi thí nghiệm thành công chắc chắn sẽ là sản phẩm chấn động thế giới. Mà bọn họ cũng sẽ nhảy vọt lên chuyên gia hàng đầu, được ghi vào sách giáo khoa lưu truyền trăm năm cho dù thí nghiệm có thất bại thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến họ, người phụ trách chủ yếu là Đỗ Địch An. Nghe nói tầng mặt này là con riêng của một vị thành viên hội đồng nào đó trong tập đoàn. Nếu không phải là con riêng thì sao tập đoàn có thể cho phép công ty làm càng như vậy, đây đâu phải là làm nghiên cứu gì, đây là đốt tiền để chơi. Một thanh niên 20 tuổi làm chủ nhiệm của hạng mục thí nghiệm, nói ra có thể khiến người ta cười chết. Đúng thật là làm càng, lúc trước cho công ty quyền hạn cao nhất để hắn tham gia thí nghiệm của chúng ta cũng thôi đi dù sao hắn cũng chỉ vào xem thử thôi cái gì cũng không hiểu bây giờ còn đập cả tiền cho hắn chơi đúng thật coi khoa học như trò đùa trò chơi của kẻ có tiền thôi mà ngươi cần gì phải xem là thật ai chúng ta vẫn nên làm tốt thí nghiệm của mình thì hơn đoán chừng khi thí nghiệm của hắn thất bại không được bao lâu sẽ bị tập đoàn điều đi đối phương tới chỗ này làm thí nghiệm chắc cũng chỉ hứng khởi trong nhất thời mà thôi rất nhiều chuyên gia quyền hạng cấp y đang bàn luận sôi nổi, thậm chí chuyện này còn truyền đến tai những chuyên gia bình thường ở dưới, trở thành đề lúc trà dư tử hậu của mọi người. Đỗ Địch An đang ăn cơm thì nghe được đám người đang bàn luận, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, tuy rằng những người này không dám bàn luận khi đối mặt với hắn, nhưng thính giác của hắn lại nhạy bén cỡ nào chứ, bao trùm cả tòa nhà cũng không có vấn đề gì, tuy rằng hiệu quả cách âm các tầng của tòa nhà rất tốt, nhưng đáng tiếc trong nhiều loại năng lực ma ngân của hắn còn có cả năng lực siêu cảm nghe nhìn, cho dù có nói chuyện trong phòng bịt kín cách âm hoàn toàn thì hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Đừng nói các ngươi không hiểu tập đoàn đang làm gì, ngay cả bản thân ta còn không hiểu nữa là. Đỗ địch an cười thầm trong lòng, sau khi ăn cơm xong, hắn suy nghĩ tên chuyên gia xây dựng hạng mục thí nghiệm, chỉ có bốn người mà thôi, trong đó có Trương Lan Tâm và Khổng Chí đã dạy bảo hắn, còn có sở tuệ như và một lão người hoa tên Mã Long. Trong rất nhiều tiếng bàn luận, cũng chỉ có bọn họ là không ghen tị mỉa mai. Sau khi nhận được lời mời của Đỗ Địch An, rất nhanh bốn người đã đi tới phòng thí nghiệm mà Đỗ Địch An xin được, vừa gặp mặt sở tuệ như đã rất kinh ngạc hỏi, tầng mặt, ngươi muốn mời ta tham gia hạng mục thí nghiệm của ngươi sao? Đúng vậy, ngươi có muốn tham gia không? Đỗ Địch An mỉm cười. Sở tuệ như suy nghĩ một chút rồi nói, trái lại không thành vấn đề, dù sao thì gần đây ta cũng không có hạng mục thí nghiệm, chỉ là muốn tự làm một nghiên cứu nhỏ vừa hay có thời gian ta cũng không thành vấn đề tiểu tần hai người bọn họ đều là chuyên gia nghiên cứu sắc sống có rất nhiều năm kinh nghiệm ngươi tìm đến họ là đúng rồi nhưng mà ngươi mời ta và ông khổng tham gia chuyện này bọn ta cũng không quá am hiểu trương Lan tâm lo lắng nói đỗ địch an cười không có đâu bà Lan tâm ngươi và thầy khổng rất am hiểu về sinh học di truyền và thần kinh học tất nhiên có thể phát huy ra những điều khác biệt ở trong nghiên cứu xác sống, đều là sinh vật đương nhiên sẽ có điểm chung. Hơn nữa các ngươi nghiên cứu về ma vật đã nhiều năm có lẽ sẽ tìm được điểm chung của xác sống và sinh vật. Có thể làm ra được bước tiến đột phá mới trong thí nghiệm. Trương Lan tâm trận mắt liếu lưỡi, thật sự có thể sao? Thử xem sao? Đỗ Địch An nói. Khổng chí ở bên cạnh suy nghĩ một lúc, nói, nói cũng rất có lý, nếu đã như vậy, chúng ta cứ thử xem sao, nhưng mà tiểu tần à, vì sao ngươi lại lựa chọn làm nghiên cứu này? Ngươi nên biết, về cơ bản việc chữa lành xác sống là không thể được, khả năng thất bại là rất cao, lỡ như thất bại, nhiều tiền vốn như vậy. Không sao, tập đoàn có tiền, cứ tiêu thoải mái, đổ địch an mạnh miệng nói, chỉ là trên mặt đã không còn nụ cười. Khổng chí và Trương Lan tâm liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến những tin đồn bên ngoài, trong lòng họ thầm thở vào nhẹ nhõm, nếu Đỗ Địch An thật sự là con riêng của một vị thành viên hội đồng nào đó, hắn được ném tới đây để chơi đùa, nếu có gây ra tổn thất chắc cũng sẽ không có chuyện gì to tác, cùng lắm là bị phê bình một trận. Nhưng nếu đổi lại là bọn họ thì chỉ có thể thân bại danh liệt, khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi công ty, phỏng chừng công ty khác cũng không dám tuyển dụng. Mấy người cũng không phản bác nữa, Đỗ Địch An lập tức cùng bốn người ký hợp đồng đảm bảo bí mật thí nghiệm, chính thức khởi động hạng mục. Chi phí thí nghiệm đã được chuyển vào tài khoản chuyên dụng của công ty Đỗ Địch An, hắn có thể lợi dụng kênh mua sắm nội bộ của công ty để mua vật liệu cần thiết cho thí nghiệm, ví dụ như xác sống dùng để thí nghiệm, một cái chỉ cần 50.000 tiền liên bang, rẻ hơn một nửa so với giá thị trường, hắn mua số lượng 10 cái, có đủ loại khác nhau. Nam nữ già trẻ, có người liên bang bị lây nhiễm xác sống và cả xác sống loài người thời xưa. Ngày hôm sau, Đỗ Địch An và bốn người Trương Tâm Lan tổ chức cuộc họp thương thảo phương án thí nghiệm, thương thảo 3 ngày liên tục cuối cùng xây dựng được phương châm thí nghiệm. Bốn người trương tâm lan đều ôm phần lớn công việc thí nghiệm trong tay, Đỗ Địch An không có tham gia vào, mà một mình hắn nghiên cứu ở mặt khác, hắn có thân phận chủ nhiệm khiến những người khác cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao Đỗ Địch An cũng là một công tử nhà giàu tới đây vui chơi. Mà bọn họ có thể nhân cơ hội này nghiên cứu xác sống, cho dù đến cùng có thất bại thì cũng đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm thí nghiệm quý báu. Đỗ Địch An mang một bộ dụng cụ đến phòng thí nghiệm của mình, nghiên cứu xác sống với hắn chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, tuy hắn cũng có khát vọng có thể tìm được biện pháp chữa trị xác sống, nhưng trong 3 tháng nay, hắn từ những tư liệu thí nghiệm của công ty càng hiểu rõ ràng, biết đây là một chuyện khó khăn cỡ nào. Cũng không phải chuyện kéo đám người Trương Lan Tâm làm trong vài tháng ngắn ngủi là có thể hoàn thành được. Với hắn mà nói, việc cấp bách trước mắt là rời khỏi nơi này trả tự do lại cho bản thân tương lai có cơ hội sẽ lại từ từ nghiên cứu thí nghiệm lần trước cho thấy trong tim ta có mang một vị thần không biết tình trạng bây giờ của vị thần này thế nào cấu tạo trái tim và cấu tạo thành thân thể của ta vì sao ta có thể dung nạp được nhiều lực lượng ma ngân ánh mắt đổ địch an lóe lên phi nguyệt cải tạo thân thể của hắn hắn nắm giữ lực lượng nhưng lại không hiểu rõ nguồn gốc của lực lượng này chỉ biết sử dụng theo bản năng Hiển nhiên điều này không hề có lợi cho việc tương lai hắn suy nghĩ làm thế nào để có thể tăng lực lượng này lên một bậc. Trước khi chuẩn bị thí nghiệm, Đỗ Địch An đã sử dụng thấu thị để kiểm tra mọi ngóc ngách, xác nhận không có giám sát, sau đó tắt hệ thống máy tính ghi lại thí nghiệm rồi tắt cả chức năng mạng tự đồng bộ của nhiều máy móc, biến các máy móc này thành các máy móc nguyên bản đơn sơ nhất. Không có chức năng nhập đồng bộ mạng, các máy móc sẽ yếu đi ở các khía cạnh khác như so sánh dữ liệu và phân tích nhưng một khi kết nối mạng thì sẽ có khả năng bị đánh cắp. Cứ như vậy, cho dù là tập đoàn Terra dùng một ít quyền hạn nắm giữ mạng, hoặc là sau lưng có có cao thủ hacker cũng không thể nào trộm mất nghiên cứu của ta. Đỗ địch An di chuyển tất cả các máy móc cần kết nối mạng ra khỏi văn phòng, chỉ để lại những máy móc không có mạng vẫn dùng được, mặc dù điều này sẽ làm cho nghiên cứu của hắn gặp khó khăn, nhưng cũng rất đáng. Văn phòng này chính là địa bàn của ta, bọn họ sẽ không thể giám sát được, không biết bọn họ sẽ nhịn được bao lâu rồi mới đến tìm ta, khóe miệng đổ địch an khẽ cong lên, lập tức bắt tay vào nghiên cứu. Hắn rút máu của mình, còn có cả xương, tóc và các mô cơ quan khác nhau để thực hiện các xét nghiệm giải phẫu từ nông đến sâu. Chờ sau khi có các số liệu phân tích thân thể, hắn thông qua kênh công ty mua được chiến sĩ ma tộc do liên bang bồi dưỡng ở các giai đoạn khác nhau, từ kẻ đi săn đến người khai hoang, còn về phần chúa tể và chiến sĩ ma tộc cấp vực sâu có giá bán lên đến hơn trăm triệu, hắn chỉ có thể chờ cho đợt tiền phân bổ thứ hai được xem xét. Những chiến sĩ ma tộc này được đưa tới phòng thí nghiệm trong tình trạng thân thể bị xiềng xích quấn quanh, trong cơ thể được tiêm vào loại thuốc đặc thù, chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của một người bình thường, biến thành vật thí nghiệm trong tay Đỗ Địch An. Đám người Trương Lan Tâm nhìn thấy ba vị chiến sĩ ma tộc mà Đỗ Địch An đã mua, có hơi giật mình hỏi Đỗ Địch An, nhưng Đỗ Địch An chỉ nói mình nghiên cứu có ít xong rồi sẽ đuổi đi, bốn người thấy vậy cũng không tiện nói thêm nữa, dù sao đỗ địch an cũng là chủ nhiệm và là người khởi xướng ra hạng mục này hắn có quyền chi phối tài chính bọn họ chỉ có thể mượn máy móc trong phòng thí nghiệm sau đó quay lại bận rộn với thí nghiệm của mình ba vị chiến sĩ ma tộc bị trói trên khung sắt trong phòng làm việc nhưng không một ai phản kháng trong mắt họ đều là một màu xám đầy tuyệt vọng dường như đã mất đi ý chí sống tiếp đỗ địch an tháo rời từng bộ phận của họ nào là mô não trái tim ma ngân máu và các bộ phận khác nữa ở trong tay hắn dường như họ chỉ là một máy móc không có sinh mệnh. Khi nghiên cứu những chiến sĩ ma tộc này, hắn khởi động chức năng kết nối mạng của các máy móc, dù sao công ty cũng biết hắn mua các chiến sĩ ma tộc này về làm thí nghiệm, cho dù tập đoàn dùng chức năng kết nối mạng biết được các số liệu về thân thể của những chiến sĩ ma tộc này thì với Đỗ Địch An cũng chẳng sao. Dù sao những chiến sĩ ma tộc này đều là sản phẩm của liên bang, hắn đã sớm nằm trên bàn thí nghiệm dưới trướng các tập đoàn. Sau khi máy móc được kết nối, Tốc độ nghiên cứu của Đỗ Địch An nhanh hơn rất nhiều, rất nhiều dữ liệu có hệ thống tự động phân tích hoàn toàn không cần đến hắn phải từ từ phân tích, ghi lại từng cái một. Đây chính là hình ảnh của ma ngân và nhân loại kết hợp với nhau, Đỗ Địch An thông qua cấp độ ghen nhìn thấy trạng thái thân thể của ba người, trong DNA của kẻ đi săn trộn lẫn ít DNA ma ngân, độ chừng khoảng 1 phần 10, màu sắc sặc sỡ giống như than xoắn ốc màu sắc chỉ một phần mười ma ngân này cũng đủ để cho dna của kẻ đi săn vốn dĩ là con người này thay đổi rất lớn mà biểu hiện trực quan nhất của sự thay đổi này chính là mang đến cho kẻ đi săn sức mạnh vượt qua người bình thường mặt khác khi tuyến thượng thận tiết ra sẽ kích thích đến thân thể từ đó thay thế cải biến ma hóa thân thể xuất hiện thân thể quái vật nhưng loại trạng thái này không cách nào duy trì lâu dài khi dna ma ngân bao trùm tế bào sẽ nhanh chóng phân liệt phân liệt tế bào của con người có giới hạn khi phân liệt đến một mức độ nhất định sẽ suy vong, kích phát ra lực lượng ma ngân, tương đương với việc tiêu hao sinh mệnh. Nhìn đến đây, Đỗ Địch An mới biết vì sao những kẻ đi săn trong CVa sống lâu nhất cũng chỉ có thể đến 70-80 tuổi là sẽ chết, tuy rằng bọn họ được DNA ma ngân cải tạo, tốc độ phân liệt tế bào chậm hơn rất nhiều mà số lần cũng lại gia tăng, nhưng mà nhiều năm chiến đấu lại tiêu hao sinh mệnh không ngừng nghỉ. Giả sử tuổi thọ bình thường của loài người ở khoảng 80 tuổi, Tuổi thọ của kẻ đi săn là 150 tuổi, nhưng chiến đấu quanh năm khiến cho tuổi thọ của họ và người bình thường cũng không quá cách biệt, thậm chí còn lão hóa nhanh hơn người bình thường, chết sớm hơn. Ngược lại, mức độ hỗn hợp giữa DNA của cơ thể và DNA của ma ngân trong thân thể kẻ giới hạn lại càng cao, ước chừng khoảng 1 phần 7, khi thân thể bị kích thích tiến vào ma thân, tỷ lệ bao phủ của DNA ma ngân đạt tới 1 phần 3, đây cũng là lý do khi kẻ đi săn kích phát lực lượng ma ngân thì bề ngoài không khác gì người thường chỉ là đồng tử thay đổi màu sắc hoặc là răng nanh sinh trưởng móng tay dài ra còn khi kẻ giới hạn kích phát lực lượng ma ngân thân thể lại xuất hiện sự dị hóa như cánh tay hóa thành ma vật móng vuốt nhọn trở thành không phải người cũng không phải thú khi đến người khai hoang dna của cơ thể trộn lẫn một nửa với dna ma ngân lúc chiến đấu thân thể sẽ sinh ra biến hóa rất lớn như hai tay hóa thành móng vuốt thú hoặc mọc đuôi kéo dài đầu mọc sừng vân vân biểu hiện cực kỳ rõ ràng còn được gọi là ma thân từ thí nghiệm của bọn họ có thể thấy được càng về sau dna ma ngân và dna của nhân loại càng kết hợp chặt chẽ đổ địch an nghĩ đến cường giả thi triển ma thân chiến đấu ở các giai đoạn khác nhau cho đến vực sâu một khi tiến vào ma thân thì cơ bản đã hoàn toàn hóa thành một dị thú không còn nhìn thấy hình dạng của con người nữa. Tuy trên khuôn mặt còn các đường nét của một con người, nhưng đôi mắt hay da thịt trên mặt đã không phải là cấu trúc của con người, hoặc là dị đồng tử, hoặc là da có chất keo, có vậy. DNA trong cơ thể của người khai hoang vẫn là cấu trúc chuỗi kép phân tử, của ta lại là cấu trúc tam giác, mỗi bên của cấu trúc tam giác đều được cấu tạo bởi các DNA khác nhau, một bên là bộ phận con người, một bên là phân tử hoang thần. Một bên là yếu tố màu trắng giống như cấu trúc gen của cực băng trùng, Đỗ Địch An đang nghe chuyện trên TV Audio CV không biết vượt sâu có như vậy hay không, nhưng trong lòng hắn cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Nhưng mà, thứ khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là chiến sĩ ma ngân có thể chất càng cao thì DNA ma ngân lại chiếm tỷ lệ càng nhiều, nhưng mà gen con người trong cơ thể mình lại vô cùng kiên cường, vừa không bị phân tử hoang thần cắn nuốt cũng không bị cực băng ma trùng bao phủ. Ngoài ra, còn có DNA của kẻ tách trời, Ma ngân quy giáp giả cũng chưa từng xuất hiện trong DNA của hắn, cứ như là không tồn tại trong cơ thể của hắn vậy. Hắn đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng không thể nào tìm được DNA của các ma ngân này, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, bắt đầu quét đến trái tim mình. Thần thai trong tim hắn theo trái tim hơi nhảy lên một chút, trái tim này bao bọc nó, dường như đây là giường ấm của nó, phản phất như trái tim này mới là trái tim của nó, mỗi một lần nhảy lên thân thể của nó đều hơi giãn ra, tựa như một sinh mệnh đang hô hấp. Khi nó được sinh ra có lẽ chính là ngày chết của ta ánh mắt đổ địch an hơi trầm xuống. Đây là mổ quả bom hẹn giờ trong cơ thể hắn mà không thể biết khi nào nó sẽ phát nổ. Hắn cẩn thận trích xúc một phần mô của tim để tránh kích thích đến tim và phần thai bên trong. Chỉ có một chút xíu mô đối với hắn tuy có hơi đau đớn, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được, dù sao thể chất hắn cũng không phải người thường. Nếu trái tim ban đầu của hắn vẫn còn ở đó, hắn cảm thấy cho dù là bị bắn xuyên qua thì cũng có thể chữa lành, không đến mức phải chết. Quả nhiên bộ phận này là kết cấu phân tử hoang thần thuần túy, sau khi mô tim được máy móc xét nghiệm ra, ánh mắt đổ địch an hơi rét rung, khối huyết nhục hoang thần này vậy mà lại ở trong cơ thể của mình, trở thành cơ quan hạch tâm của thân thể, cung cấp máu cho thân thể, cái này liên lụy đến nhiều mặt vậy mà không có bất kỳ tính bài xích nào. Điều này giống như cái tứ chi giả thú vào trong cơ thể bản thân, chỉ làm cho những bộ phận xung quanh tứ chi đó bị hoại tử thế nhưng xung quanh trái tim mình lại không xuất hiện tình huống như vậy huyết nhục hoang thần dường như đã dung hợp làm một với cơ thể mình không thể phân biệt lẫn nhau thông qua nghiên cứu đỗ địch an phát hiện đoàn huyết nhục hoang thần này tựa như là tập hợp các phân tử hoang thần trong cơ thể mình ghen hoang thần mạnh mẽ quá mức nhưng lại không dung nhập triệt để vào trong cơ thể của mình mà là kết hợp tập trung lại một chỗ với trái tim như vậy chỉ cần hắn tìm được một cơ quan có thể thay thế trái tim có thể loại bỏ trái tim màu vàng này cũng có thể đem huyết nhục hoang thần này cấy vào một bộ phận khác trên thân thể mình ví dụ như ngón tay vào trong cánh ma hóa như vậy sẽ giúp tăng thêm năng lực chiến đấu dường như cái thần thai trong tim này vô cùng nhỏ cấu tạo cơ thể thần thai rất không ổn định đổ địch an đoán trong một thời gian ngắn bản thân sẽ không có nguy hiểm gì hắn sử dụng các loại máy móc khác nhau để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu những ngày tiếp theo hắn mua rất nhiều vật liệu từ kênh mua sắm nội bộ của công ty có các loại xác sống khác nhau và các loại ma vật khác nhau cả loại ma vật côn trùng cũng mua một lô nửa tháng sau hắn cũng từ các kênh mua sắm của công ty mua được một số cây bị ô nhiễm bởi bức xạ hạt nhân còn có cả một số loại thực vật bán sinh vật kỳ lạ không biết vì nguyên nhân gì loại thực vật bán sinh vật này lại có thể sản sinh ra những bộ phận có máu thịt khi bị thương sẽ chảy ra máu đỏ tươi hoặc là máu màu xanh lá trong chất lỏng có thể xét nghiệm ra thành phần của máu tươi. Trong thế giới sau thảm họa, mặc dù loại thực vật này không hề hiếm, trong mấy trăm năm tìm kiếm của liên bang đã sớm tìm thấy vô số, trong sách giáo khoa cũng có giới thiệu chi tiết. Đỗ địch an nghĩ đến mảnh rừng tuyệt vọng mà hắn gặp phải khi lần đầu tiên bước chân vào vực sâu, bên trong có vô số loài thực vật ẩn nút bên dưới lòng đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ săn giết những sinh vật trên mặt đất, bất kể là người hay ma vật mạnh mẽ bước vào cũng đều sẽ biến thành bữa ăn, bị tiêu hóa đến bảnh xương cũng không còn sót lại. Trong thời đại cũ, cũng sẽ có những loài thực vật như cây bắt ruồi bị động ngồi chờ con mồi tự bay tới, nhưng Đỗ địch an gặp phải rễ cây dây leo trong rừng tuyệt vọng, cách bắt vật sống cực kỳ hung ác cứ như là có ý thức vậy. Đối với Đỗ địch an, thực vật có sinh mệnh cũng không phải là chuyện quá mức chấn kinh. Đám người Trương Lan Tâm có hơi liếu lưỡi và mê hoặc với các hành động của Đỗ Địch An, không biết đến cùng hắn đang muốn chơi đùa cái gì nữa, rõ ràng là đang nghiên cứu xác sống nhưng lại tìm tới rất nhiều thứ hỗn tạp lẽ nào hắn muốn từ trên người của đám này tìm thấy điểm chung của xác sống với đám ma vật và thực vật tìm một con đường khác để giải quyết vấn đề nan giải của xác sống bọn họ chỉ có thể nghĩ đến lời giải thích này mặc dù thấy có hơi hảo huyền nhưng cũng không cách nào khuyên ngăn đổ địch an trong tòa nhà cao nhất ở trang viên của tập đoàn terra heslo một thân lễ phục nghiêm trang cúi đầu khiêm tốn chậm rãi vào trong căn phòng như tinh không này, dưới chân là bóng tối u ám và mênh mông đầy sao, thế giới xung quanh cũng như xa xôi vô cực, tựa như bản thân đã đặt chân vào trong một vũ trụ bao la rộng lớn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến nơi này nên sẽ không giống như lần trước bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm đếm từng bước chân. Chủ thần đại nhân, cái tên nhóc ma tộc mà ngài để ta chăm sóc đó lại xin tập đoàn thêm một khoản chi phí nghiên cứu, có cần phê duyệt không? Heslo dừng bước, cung kính hỏi. Duyệt. Một chữ, âm thanh cực kỳ lạnh nhạt, mang theo cảm giác như đang ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh. Heslo đáp một tiếng đầy cung kính, sau đó nói, chủ thần đại nhân, ngươi bảo chúng ta giám sát tên ma tộc kia, nhưng mỗi ngày hắn đều làm thí nghiệm trong phòng của mình, hơn nữa còn phá hủy tất cả các máy móc giám sát trong phòng, dùng các máy móc không có kết nối mạng, để không đánh rắn động cỏ. Chúng ta chỉ có thể thông qua kênh tiêu dùng của hắn để phán đoán xem hắn đang làm cái gì, nhưng mà hành vi của hắn rất kỳ quái, cứ như là đang chơi đùa vậy. Ta nghi ngờ hắn đang cố tình tiêu xài phung phí của chúng ta, hoặc là muốn thăm dò sự nhẫn nại của chúng ta. Sau khi hắn nói xong, trên đầu không có âm thanh truyền xuống. Khi Heslo đang thấp thỏm trong lòng, âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm kia chậm rãi cất lên, hắn chỉ là đang tự cho mình thông minh thôi, cho rằng phá hư giám sát thì sẽ che mắt được người khác thật không biết là bịt tai trộm chung, phàm nhân ngu xuẩn cũng không ai thế này. Heslo giật mình, nói, chẳng lẽ hắn đang âm thầm mưu tính gì đó. Hắn đang mượn máy móc cao cấp trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu thân thể mình, xem ra hắn rất mơ hồ về thân thể của mình, cũng chứng tỏ xã hội đế quốc ma tộc lạc hậu cỡ nào, không chịu nổi một cú tấn công. Giọng nói lạnh lẽo kia mang theo một tia cao ngạo, dường như rất là kinh thường. Heslo cúi đầu cười nói, chủ thần đại nhân nói phải, nền văn minh của đế quốc ma tộc sao có thể so sánh được với của chúng ta chỉ là một đám người nguyên thủy ngu muội bị sức mạnh che mờ tâm trí mà thôi nếu như không phải là tìm được nền văn minh còn sót lại từ di tích thời đại cũ phỏng chừng bây giờ còn đang trong cuộc sống ăn lông ở lỗ gần ma tộc xảy ra chiến sự liên miên dường như là có dị động ngươi nhất định phải cử người đi tìm hiểu nguyên nhân kỹ càng vâng lui ra đi hai tháng trôi qua khi đổ địch an đi ra từ trong phòng thí nghiệm hắn mới có cảm giác như được sống lại, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người, hắn cảm thấy thân thể cứng nhắc của mình tựa như cũng được khôi phục vài phần sức sống. Hai tháng nay đám người trương lan tâm tiến triển cực kỳ chậm chạp, thất bại không ít, thành quả đạt được lại càng ít, điều này làm cho bốn người bị đã kích, nhưng mà điều làm cho bọn họ cảm thấy may mắn, chính là đổ địch an không hề trách cứ bọn họ, ngược lại còn nhẹ nhàng trấn an. Đổi lại là phòng thí nghiệm khác thì đã sớm không còn sắc mặt tốt đẹp gì, thậm chí còn muốn tuyên bố hạng mục này thất bại. Nhưng Đỗ Địch An vẫn kiên trì. Sự kiên trì của hắn chẳng những làm cho đám người Trương Lan Tâm cảm động mà chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Hai tháng nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu rất nhiều chủng loại sinh mệnh, vốn là muốn so sánh giữa thân thể của mình và phân tử hoang thần cùng với ghen ma ngân, nhưng trong quá trình nghiên cứu lại phản phất mở ra một thế giới mới lộng lẫy, thấy được sinh mệnh phong phú, thậm chí còn thấy được bản chất của sinh mệnh. Nếu bây giờ hắn muốn, thậm chí có thể để người ta phẫu thuật thay não, mang não đổi sang một thân thể khác để cho sinh mệnh có thể kéo dài trong thân thể mới. Phẫu thuật đỉnh cao như vậy chỉ có chuyên gia y tế hàng đầu trong liên bang mới có thể làm được, hơn nữa tỷ lệ thất bại cực kỳ cao, cho dù là rất nhiều đại phú hào nhưng cũng không dám thử, trừ khi thật sự đến thời điểm tử vong, bất đắc dĩ lắm mới dám mạo hiểm thử một lần sự mong manh của sinh mệnh kiên trì của sinh mệnh bản chất của sinh mệnh điểm cuối cùng của sinh mệnh đỗ địch an đứng bên cửa sổ nhìn về phía mặt trời xa xôi đôi mắt lấp lánh rạng rỡ thế gian này có lẽ thật sự có thần trong mắt đỗ địch an khi sinh mệnh tiến hóa đến cực điểm tất cả các tiềm năng đều bị kích phát ra thì sẽ đủ để được gọi là thần cái gọi là thần tuổi thọ vô tận không có gì không thể làm được sức mạnh đủ để hủy diệt trời đất cho dù là vũ khí hạt nhân thì cũng không thể giết chết. Tiềm năng sinh mệnh phát huy đến cực hạn, đủ để trở thành loại tồn tại này, thông qua nghiên cứu đổ địch an thấy được loại khả năng này, ví dụ như cực băng trùng nó có tuổi thọ lâu dài, hơn nữa còn có thể thích ứng với các hoàn cảnh khắc nghiệt, bất luận là độc tố mạnh cỡ nào, hay cả hoàn cảnh thiếu dưỡng khí hoặc là không có thức ăn. Nó đều có thể sinh tồn được, cách duy nhất để giết chết nó, hoặc là đóng băng hoàn toàn, hoặc là dùng nhiệt độ cao để xóa bỏ đóng băng dưới không độ có thể phá hủy thân thể nó, nhưng một khi thoát ly khỏi lớp băng dưới không độ thì nó sẽ hồi sinh một lần nữa, mà nhiệt độ cao thì triệt để hơn, nó sẽ bị chôn vùi thành bụi bặm, hoàn toàn không còn tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân vũ khí hạt nhân thời xưa bộc phát đánh lui ma trùng. So với cực băng trùng, hoang thần giống như thiên địch của nó, tế bào hoang thần không gì là không thể cắn nuốt, có thể cắn nuốt tiêu hóa hoàn toàn tế bào của cực băng trùng. Thông qua nghiên cứu phát hiện, Ghen hoang thần ngoại trừ có thể cắn nuốt cực băng trùng Thì đối với thể sinh mệnh khác cũng có thể cắn nuốt Biến thành thức ăn của nó Thậm chí bao gồm cả thực vật nó cũng có thể tiêu hóa Có thể nói là động vật ăn tạp siêu cấp Cho dù là nham thạch hay bùng đất Thì nó đều có thể rút chất dinh dưỡng từ bên trong ra Không gì là nó không ăn Nếu như năng lực của hai chủng tộc này kết hợp với nhau Trong mắt đổ địch ăn đó chính là vô địch, là thần mà trong cơ thể hắn có bao hàm hai loại gen này, đại khái thì đây chính là kết tinh nghiên cứu của Phi Nguyệt, cũng chính là thần mà nàng nghĩ. Từ trước tới nay, ta vẫn luôn cho rằng ma ngân mang đến lực lượng cho cơ thể, không ngờ tới là không phải vậy. Mắt đổ địch an lóe lên tia sáng, hai tháng nghiên cứu này cho thấy được những chỗ càng nhỏ, quan hệ giữa ma ngân và cơ thể con người tương tự như quan hệ của chìa khóa và bảo tàng. Ma ngân chỉ là một cái chìa khóa bí mật kích phát ra tiềm năng của thân thể, phát huy ra năng lực ma ngân trên thực tế tiềm năng của các tế bào là cực kỳ rộng có thể nói là thiên biến vạn hóa các loại ma ngân khác nhau sẽ mang đến năng lực khác nhau tự như các loại mật mã khác nhau cùng mở một kho báu nhưng mỗi một cánh cửa đều khác nhau cho nên lực lượng phóng thích ra cũng sẽ khác ma ngân chỉ là kiếp nổ còn nguồn gốc của sức mạnh vẫn là bắt nguồn từ bản thân điều này giống như khi con người bị lây nhiễm các loại virus khác nhau thì sẽ sinh ra các bệnh khác nhau có những thay đổi khác nhau, nhưng đổi lại là một hòn đá thì sẽ không có sự thay đổi như vậy, vẫn là tự thân con người có độ dẻo biến hóa này. Lúc trước hắn nghiên cứu từ trong chuỗi gen cũng không thấy gen ma ngân của mình, trong những nghiên cứu sau này mới phát hiện, những gen ma ngân này đã sớm bị phân tử hoang thần nuốt chửng mà cánh cửa chúng đã mở ra thì vĩnh viễn vẫn còn đó. Điều này có nghĩa là, cho dù có bóc tách ma ngân ra thì hắn cũng vẫn có năng lực như vậy. Kẻ đi săn bình thường, thậm chí là người khai hoang, một khi bóc tách ma ngân, thay thế ma ngân mới vào thì năng lực ma ngân ban đầu sẽ mất đi, bởi vì cánh cửa tiềm tàng trong cơ thể kia dùng sức mạnh của bản thân sẽ không đủ để mở ra, nói đơn giản, tựa như cửa mở được một nửa, sau đó rút chìa khóa đi thì cửa sẽ tự động đóng lại. Nhưng ghen hoang thần kia lại tiêu tan cả cái chìa khóa này, khảm triệt để vào trong lỗ khóa của cửa, khiến cho cánh cửa không cách nào đóng kín được. Phát hiện này có ý nghĩa rất đặc biệt với Đỗ Địch An lúc trước hắn không dám hấp thụ quá nhiều ma ngân là vì sợ khiến cho lực lượng của mình phức tạp cũng sợ khiến cho cơ thể của mình chống đỡ không nổi giống như một kẻ ăn quá nhiều cuối cùng sẽ khó tránh khỏi cái chết vì bụng khổng lồ bị nứt ra nhưng bây giờ sau khi biết được nguyên nhân hắn không còn kiên nể gì mà hấp thu các ma ngân khác nhau mượn những ma ngân này để kích phát ra nhiều năng lực của cơ thể chỉ là khi hắn nhìn thấy khả năng của thần sự ngạc nhiên này cũng không quá lớn theo hắn thấy đây là năng lực tự nhiên sẽ nắm giữ được khi sinh mệnh tiến tới một trình độ nhất định, có lẽ là sau khi vượt qua vương giả sẽ có năng lực như vậy, không cần mượn nhờ ma ngân, chỉ dựa vào sự rèn luyện của bản thân và khống chế gen, có thể làm cho gen kéo dài ra các năng lực khác nhau. Mỗi một tế bào của thân thể cũng giống như ngón tay của mình, có thể tùy ý khống chế, cũng có thể tùy ý rèn luyện. Tay có thể nắm tay, cũng có thể làm kiếm chỉ mà tính biến hóa của tế bào còn phức tạp hơn nhiều so với năm ngón tay, có thể thiên biến vạn hóa, muốn ngưng tụ ra thị giác thấu thị thì có thể ngưng tụ ra, muốn cơ thể sinh ra lớp vẫy thì có thể sinh ra lớp vẫy. Đến trình độ này, có thể vượt ra khỏi chủng tộc, không còn là con người nữa, cũng không phải là loài thú, có thể hóa thành giả thú, thành người khổng lồ, thành một khối nham thạch, một mảng nước, trong mắt đổ địch an, đây chính là sinh mệnh được rèn luyện đến tiến hóa cực hạn, cũng chính là thần những thứ này nghe qua giống như ảo tưởng nhưng chính xác là khả năng mà đỗ địch an dùng máy móc cao cấp tinh vi nhất nhìn thấy được nếu công bố số liệu nghiên cứu của hắn ra bên ngoài đủ để khiến cho giới khoa học của liên bang chấn động đánh nát tam quan của vô số người nhưng mà đỗ địch an chưa bao giờ cho rằng chuyện mà khoa học không thể giải thích được thì sẽ không tồn tại huống chi những gì mình nhìn thấy mang đến suy đoán này chính là do máy móc khoa học hỗ trợ mình thấy Khoa học và kiến thức chỉ là công cụ giúp con người nhận thức về vũ trụ, khoa học kỹ thuật không thể giải thích thì không có nghĩa là không tồn tại. Tồn tại mới là chân lý, khoa học không thể giải thích thì chỉ có thể nói rằng khoa học quá lạc hậu. Ma ngân giống như một cái bóng mờ, quá trình phóng thích ra lực lượng ma ngân này, giống như việc thân thể con người vẽ lại cái bóng mờ của ma ngân này, ở giai đoạn kẻ đi săn, chỉ có thể vẽ đến phượng mau lân giác, đến giai đoạn của hành tẩu giả vực sâu, là giai đoạn có thể vẽ ra hoàn toàn lực lượng bên trong ma ngân hóa thành quái vật chiến lực tăng mạnh nhưng cuối cùng những thứ này chung quy lại cũng chỉ là vẽ ra một khi nguyên họa của ma ngân này không thấy nữa thì sẽ mất đi lực lượng nhưng cường giả chân chính làm sao có thể dựa vào vẽ ra vương giả trong đế quốc vẽ không thành ngược lại còn bị ma ngân ký sinh trong não giống như một họa sĩ suy tâm vẽ ra danh tác nhưng ngược lại bị cảnh trong danh tác ảnh hưởng hoàn toàn si mê quên đi bản thân trong đế quốc chiến sĩ sớm nhất cũng không phải là chiến sĩ ma ngân mà là loại chiến sĩ thú ma như đám người helisa đem huyết nhục của ma vật nhập vào thân thể cũng giống với vẻ nhưng mà chiến sĩ thú ma dần dần tuyệt tích cũng không phải là do bị chiến sĩ ma ngân thay thế dường như ở giữa có sự đứt gãy có lẽ đã từng xuất hiện chiến sĩ chỉ dựa vào tự thân tiến hóa thể hiện ra sức mạnh phi phàm ánh mắt đổ địch ăn lấp lóe trong đầu hiện lên một ít tư liệu tuyệt mật và một số biên sử trong tường lớn loại khả năng này cũng không phải không có nhưng nếu có cũng đồng nghĩa với việc nước trong đế quốc sâu hơn mình tưởng nếu như có chiến sĩ dựa vào tự thân tiến hóa ra lực lượng vượt qua người thường vậy vì sao lại mai danh ẩn tích đáng tiếc đến cuối cùng hắn cũng không có tiếp xúc đến bí mật nòng cốt của đế quốc bao gồm cả những gì hắn nhìn thấy bây giờ cũng là chính hắn dùng những máy móc của liên bang phát hiện ra tự mình tìm tòi con đường. Đế quốc lưu truyền ra kẻ đi săn, kẻ giới hạn, người khai hoang, thậm chí là kẻ vực sâu, những biện pháp nâng cao này là do ai quy định? Đế quốc thật sự sẽ đem bộ biện pháp đi tới lực lượng trí cao này thản nhiên truyền lại cho tất cả con dân trong tường lớn sao. Đỗ địch an muốn tìm kiếm bí mật ẩn giấu sau lưng đế quốc, nhưng cũng biết lấy thực lực trước mắt của bản thân khó đảm bảo chứ đừng nói là hy vọng xa vời đi đế quốc. Nhưng nghiên cứu lần này mang đến thu hoạch khá lớn để cho hắn thấy được bóng dáng của Úc thần. Nhìn thấy, thì có khả năng làm được. Dùng ma ngân kích thích, cuối cùng chỉ là hạt cát trong sa mạc, cũng không thể kích phát ra toàn bộ tiềm lực, còn cần thông qua nghiên cứu tìm được biện pháp thích hợp hiệu quả cao hơn, đổ địch an nghĩ thầm trong lòng. Mặc dù thấy được đường nhưng muốn bước lên bước này lại rất khó, từ xưa đến nay. Chắc chắn hắn không phải là người đầu tiên nhìn thấy khả năng này, ví dụ như Bô Rao, Phi Nguyệt, lúc bọn họ tiến hành nghiên cứu cũng đã nhìn thấy cảnh giới sinh mệnh như vậy cái này giống như con người nhìn thấy được mặt trời nhưng muốn leo lên mặt trời độ khó đâu chỉ là vạn lần sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi đỗ địch an tiếp tục tham gia vào thí nghiệm mới lần này không còn là nghiên cứu bản thân vì tất cả các máy móc trong văn phòng đều đã được kết nối mạng nâng cao đáng kể hiệu quả nghiên cứu nếu tập đoàn thông qua mạng của máy móc tìm đến nghiên cứu của ta thấy ta đang nghiên cứu những thứ này cũng không hiểu đến cùng ta đang nghiên cứu cái gì, ngược lại sẽ tự cho là biết được bí mật của ta, lại không biết ta ngắt mạng nghiên cứu thân thể mình. Đỗ địch an nghĩ thầm trong lòng, mấy ngày sau lúc hắn nghiên cứu cũng không có đóng cửa văn phòng nữa, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thí nghiệm của mình. Lúc này, tư liệu thí nghiệm đã đọc qua trước đó có thể phát huy tác dụng, trong đó cũng không thiếu các chuyên gia cố gắng tìm cách kích phát tiềm năng sinh mệnh, ví dụ như kích thích bằng dòng điện, kích thích đau thần kinh vân vân. Đối với Đỗ Địch An, kích thích đau đớn thần kinh đương nhiên hiệu quả không quá lớn, từ khi hắn thức tỉnh đến nay đã chiến đấu vô số lần, trải qua vô số vết thương lớn nhỏ, có thể thấy được biện pháp này hiệu quả rất kém, chỉ có thể lựa chọn dùng dòng điện kích thích. Hắn dùng kênh nội bộ công ty mua được rất nhiều vật liệu mới, có xác sống, ma vật, thực vật sinh mệnh khác máu đặc thù, còn có nam nữ trẻ tuổi tác không giống nhau. Loại người bình thường không có kỹ năng này giá bán rất thấp, những người bình thường giá cả tương đối cao đều là được huấn luyện thành người hầu, hoặc là có tài nghệ đặc biệt. Đám người Trương Lan Tâm nhìn thấy xác sống và ma vật được vận chuyển tới đây cũng không thấy quá ngạc nhiên, chỉ là thấy bốn nam nữ trẻ tuổi khác nhau mới hơi giật mình, sở tuệ như vội vàng hỏi Đỗ Địch An, tầng mặt, thí nghiệm của ngươi đã đến giai đoạn thí nghiệm cơ thể sống rồi sao? Đỗ Địch An mơ hồi nói, cũng gần như vậy, có chút nắm chắc rồi. Bốn người lập tức khiếp sợ, không nghĩ tới đỗ địch an nhốt mình trong phòng làm việc nhắm mắt làm liều trong hai tháng ngắn ngủi cứ như vậy tự mình mò mẫm ra được thành quả nghĩ tới đây bốn người hơi kích động và có chút mong chờ mặc dù trong lòng cảm thấy khả năng thành công của đỗ địch an rất thấp nhưng vẫn muốn ôm một tia hy vọng bốn nam nữ trẻ tuổi được vận chuyển tới nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh còn có bốn người trương lan tâm đang nói chuyện phím lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch trong mắt tràn ngập tuyệt vọng nhưng mà cho dù là Trương Lan Tâm lương thiện nhân từ thấy bọn họ, cũng không vì bọn họ đi cầu xin, nàng chỉ lộ ra vài phần thương hại, đây không phải là vì Trương Lan Tâm thông qua chuyện đám người đòi tiền mà nhìn thấu lòng người, mà là chuyện như này nàng đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa nàng cũng từng tự mình dùng người sống để tiến hành nghiên cứu, đối với nàng mà nói, đây là công việc, không xen lẫn bất kỳ tình cảm nào khác. Mà lai lịch của những người này, công ty đã nói với bọn họ từ sớm, đều là những người tình nguyện trong xã hội mà công ty dùng tiền thu thập về. Thí nghiệm lại tiếp tục tiến hành. Một tuần sau, bỗng nhiên có hai người đi vào phòng thí nghiệm của Đỗ Địch An, đám người Trương Lan Tâm đang bận làm thí nghiệm thì nhìn thấy hai người này, lập tức kinh sợ, đám người vội vàng dừng thí nghiệm trong tay, cởi găng tay cao su ra, vội vàng đi tới trước mặt hai người, khách khí hỏi thăm. Ông chủ Wendy tiên sinh. Chào Wendy tiên sinh. Đám người Trương Lan Tâm lần lượt kêu lên. Người mà bọn họ gọi là quen đi tiên sinh, đứng ở bên trái, dáng người thon dài, một thân Âu phục màu đen, cẩn thận tỉ mỉ, mang một chiếc đồng hồ quý giá do một bậc thầy trứ danh chế tạo, tóc vàng rối tung, nhìn qua đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn hết sức tuấn lãng, là một ông chú vô cùng đẹp trai. Người bên cạnh hắn có dáng người khôi ngô, tóc ngắn, ánh mắt như điện quang, là một người hoa, mặc áo xanh không tay, cơ bắp bành trướng, giống như một vệ sĩ. Đám người Trương Lan Tâm trực tiếp xem nhẹ người này, nhưng một khắc sau lại phát hiện tổng giám đốc công ty Randy, cũng là bóp lớn nhất của công ty, chỉ mỉm cười, sau đó mang theo vài phần thách khí và khiêm tốn với với tráng hán bên cạnh, người ở bên trong, xin đợi một chút. Nói xong, quay qua phân phó Trương Tâm Lan, gọi tầng mặt ra đây. Đám người Trương Tâm Lan bản lĩnh quan sát sắc mặt nhạy bén cỡ nào, lập tức khiếp sợ, nhìn thoáng qua tráng hán có bộ dạng như vệ sĩ này, trong đầu hiện lên hai chữ, tập đoàn cũng chỉ có người đến từ tập đoàn terra mới làm cho Brian đi khách khí như thế nếu không thì với thân phận ông chủ công ty randy cho dù có đối mặt với giám đốc tập đoàn rock và tập đoàn milan thì cũng không cần khiêm tốn như vậy tìm ta à đỗ địch an từ trong phòng thí nghiệm đi ra khi hai người vừa mới tới tòa nhà này thì hắn đã chú ý đến hắn phát động ra thính giác siêu âm nghe được mấy câu bọn họ tùy ý nói là người của tổng bộ tập đoàn terra đến tìm hắn dường như là muốn dẫn hắn đi Trương Tâm Lan thấy Đỗ Địch An đi lên, không có đi lên, nghi ngờ nói với vợ Rai Wendy, ông chủ, ngươi tìm tiểu tần có việc gì? Ở đây không có việc của các ngươi, các ngươi ra ngoài trước đi. Vừa Rai Wendy khẽ lắc đầu, thái độ hơi lạnh nhạt. Đám người Trương Lan Tâm và Sở Tuệ như đưa mắt nhìn nhau, dường như cảm giác người đến không có thiện ý, nếu là trước kia, Vừa Rai Wendy đối với chuyên gia nghiên cứu quyền hạng cấp y như bọn họ, trụ cột của công ty, luôn là một gương mặt tươi cười chào đón vô cùng khách sáo, đối đãi với mọi người đều rất có sự lễ phép của quý tộc. Tuyệt đối sẽ không vô lễ như thế. Nhưng mà, dù sao đối phương cũng là ông chủ, bọn họ cũng không có nóng tính, chỉ đành rời đi. Trước khi đi, vẻ mặt Trương Lan Tâm lo lắng nói, ông chủ, nếu dự án thí nghiệm của tiểu tần làm cho công ty cảm thấy khó xử, hoặc là tốn quá nhiều tiền, hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ, ta có thể thay tiểu tần gánh vác một phần, thí nghiệm thất bại cũng không phải lỗi của một mình hắn. Vừa Rai đi lắc đầu cười nói, được rồi, ra ngoài đi, cái này ngươi không cần phải lo. Trương Tâm Lan muốn nói lại thôi, bị khổng chí bên cạnh nháy mắt nhắc nhở, mạnh mẽ kéo đi. Chờ cho cửa phòng thí nghiệm đóng lại, vừa ra đi vừa định đi lên nói chuyện với Đỗ Địch An, đã nhìn thấy hắn ngông nghênh ngồi ở trên ghế bên cạnh nghỉ ngơi, nhịp chân, giống như là chủ nhà đang nhìn hai vị khách tới chơi. Quen đi khẽ nhướng mày, không vui trong lòng, nhưng cũng biết thân phận của hắn, sắc mặt lạnh như băng, lạnh nhạt nói, tiên sinh tầng mặt, tập đoàn có việc tìm ngươi, cần ngươi qua đó một chuyến, xin mời. Đỗ địch an hứng thú nhìn tráng hán bên cạnh, cấp 10, à không, hẳn là cấp 11, thật không ngờ tập đoàn ở liên bang cũng có thể bồi dưỡng ra cường giả như vậy, ta nhớ không lầm, cấp 9 là chúa tể, cấp 10 là vực sâu, cấp 11 là trung vị vực sâu tiêu chuẩn trong đế quốc. Nếu để cho các hạ điều khiển cơ giáp ma vật của tập đoàn Rockefeller thì không biết có thể phát huy ra lực lượng mạnh cỡ nào vẻ mặt vừa rai đi kinh ngạc, quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Đồng tử của tráng hán vạm vỡ như vệ sĩ hơi co rụt lại, lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, không hổ là ma tộc chính tông, năng lực cảm giác rất mạnh. Tập đoàn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa sao. Đỗ địch an hứng thú nhìn hắn. Vừa rai đi giật mình, không nhịn được hỏi, ngươi sớm đã biết đã biết bọn ta biết được thân phận của ngươi. Ngươi đang nói đến nhiễu khẩu lệnh. Đỗ địch an liếc nhìn ông chủ công ty đang đi vào, nói, đột nhiên muốn mời ta đến tập đoàn, ta muốn biết là vì nguyên nhân gì, là thời gian giám sát đã kết thúc, hay là muốn tra khảo gì từ ta. Ánh mắt vừa rai đi tức giận, vừa định mở miệng, tráng hán bên cạnh đã lạnh lùng nói, nguyên nhân cụ thể, chờ ngươi đến tập đoàn sẽ biết. Đỗ địch an hơi cau mày, mỉm cười nói, nói như vậy, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, cưỡng ép bắt ta đi. Nơi này chính là trung tâm của khu Odin, nếu khai chiến ở đây, ngươi cảm thấy sẽ tổn thất bao nhiêu? Mí mắt Vrai đi giật giật, nhìn thoáng qua tráng hán bên cạnh. Không đợi hắn mở miệng, tráng hán đã cười lạnh nói, phía trên có lệnh, nếu ngươi phản kháng, giết chết bất luận tội. Nếu ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn đi với bọn ta một chuyến. Lời này có nghĩa là, đang đe dọa ta à? Đỗ địch an cười như không cười nhìn hắn. Tráng hán hừ lạnh nói, ngươi có thể hiểu là vậy. Đỗ Địch An mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên bàn, nhỏ giọng thì thầm nói, tám cao thủ cấp 10 trên xung quanh tòa nhà, tám khẩu súng laser, ba cơ giáp sáng thế thần đang chờ lệnh trong thông đạo khẩn cấp dưới lòng đất ba con phố, 5000 quân đội, 12 trực thăng chiến đấu, đây chính là lực lượng mà các ngươi dùng để uy hiếp ta sao? Lời này vừa thốt ra, chẳng những sắc mặt của Fry Wendy thay đổi lớn mà đồng tử của Tráng Hán cũng đột nhiên co rút lại, sắc mặt chợt biến. Lúc này, nụ cười trên mặt đổ địch an từng chút từng chút biến mất hắn chậm rãi đứng dậy lạnh lùng nhìn vào tráng hán lại đây quỳ xuống cái gì tráng hán dường như nghe được một chuyện không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt lập tức kinh hãi cười to nói cho dù ngươi có cảm nhận được thì sao lúc trước ta còn kiên kỵ thực lực của ngươi nếu năng lực cảm giác của ngươi đã mạnh như vậy chứng tỏ ngươi là chiến sĩ ma tộc thiên về năng lực cảm giác năng lực chiến đấu yếu nếu ngươi biết bọn ta đã chuẩn bị hoàn hảo, vậy thì ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời. ồn ào. Đỗ địch an hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên chuyển động, nhanh như tàn ảnh. Sắc mặt tráng hán thay đổi, vội vàng đẩy Vlaiwen đi ra bên cạnh, da thịt toàn thân dị hóa, tiến vào ma thân, nhưng vừa mới dị hóa được một nửa. Trên da thịt chỉ vỏn vẹn sinh ra một tầng biểu bị mỏng manh, giống như vậy còn chưa hoàn toàn ma hóa. Bất ngờ một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt hắn, gần trong gan tất tráng hán hoảng sợ thất kinh phản xạ có điều kiện theo bản năng giơ tay lên muốn ngăn cản trăng rắc chỗ đầu gối truyền đến một trận đau đớn tráng hán cảm giác thân thể mình chìm xuống dưới đổ địch an vốn thấp hơn hắn một cái đầu mà giờ phút này hắn lại cần nhìn lên mới có thể thấy được mà chính hắn rõ ràng đã quỳ trên mặt đất nhưng tư thế quỳ lại rất quá dị đầu gối quay ngược về phía sau gấp thành 90 độ bả vai của hắn lại đang bị bàn tay đổ địch an nắm lấy vững vàng đè xuống khiến cho bản thân hắn không thể nào nhúc nhích và đứng lên được ngươi nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trắng hán đau đến nghe răng trợn mắt hai tròng mắt muốn nổ tung chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã đồng thời còn cảm thấy lạnh lẽo sợn tóc gáy nhất là khi thấy ánh mắt lạnh lùng từ trên nhìn xuống của đỗ địch an có loại cảm giác như bị giả thú mảnh hổ nhìn chằm chằm hắn không thể tin nổi trong tư liệu nói tên ma tộc không là vực sâu mà vì sao có thể mạnh như vậy được. Còn chưa thi triển ra ma thân mà tốc độ đã nhanh đến mức mắt thường cũng khó có thể bắt kịp. Xem ra vực sâu mà liên bang bồi dưỡng ra, đích thật là hàng giỏm. Đỗ địch an hời hợt nói. Vừa rai oen đi từ mặt đất bên cạnh bò cậy, nhìn thấy đầu gối của tráng hán quay ngược về phía sau, mặt mũi tràn đầu sợ hãi, sợ tới mức thân thể rung cầm cập, cái bóng ma tộc từ nhỏ đã khắc sâu vào tâm trí của thế hệ bọn họ, giờ phút này lại nhìn thấy thủ đoạn hung ác của đỗ địch an càng giống như là xác minh lời đồn hận không thể lập tức rời khỏi đây ngươi ngươi có chạy cũng không thoát đâu tráng hán gắt gao cắn răng chịu đựng sự đau nhức nơi đầu gối trên trán đã thấm ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu run rẩy nói chỉ cần ngươi rời nơi này bọn họ sẽ lập tức đánh chết ngươi cơ giáp sáng thế thần cũng sẽ lập tức xúc động tiêu diệt ngươi cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng sẽ không ngăn được ba cơ giáp sáng thế thần bao vây tiêu diệt quân đội bọn ta trước tiên cũng sẽ sơ tán dân chúng xung quanh sẽ không cho ngươi cơ hội bắt cóc con tin cho dù ngươi bắt cóc con tin thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của bọn ta chết một người bọn ta hoàn toàn có thể đè xuống lời này hắn nói ra một hơi vô cùng lưu loát nhưng sau khi nói xong trong lòng không nhịn được mà bồn chồn dù sao sinh tử của mình đang nằm trong tay người khác cũng đều là trong suy nghĩ người khác loại mùi vị này thể ngăn hắn không sợ hãi tập đoàn để các ngươi dẫn ta qua đó chuẩn bị làm cái gì hả đỗ địch an nhàn nhạt hỏi tráng hán giật mình cắn răng nói ta không biết ta chỉ phụng mệnh đến đưa ngươi về tập đoàn không biết đỗ địch an hơi hiếp mắt tập đoàn từ sớm đã biết thân phận của ta dung túng cho ta sống ở đây xung quanh luôn có cơ giáp sáng thế thần chờ lệnh lại có vô số giám sát tuy rằng nhìn ta có vẻ tự do nhưng vẫn luôn bị nuôi nhốt ở trong công ty này bỗng nhiên bây giờ lại muốn ta đến tập đoàn ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt hay chuyện xấu sắc mặt tráng hán khẽ thay đổi trung giọng nói ta thật sự không biết có lẽ chỉ có các giám đốc phía trên mới biết được mặc kệ như nào ngươi trốn cũng không thoát được chi bằng bó tay chịu trói đỗ địch an vỗ vỗ mặt hắn mỉm cười nói bây giờ xem ra tập đoàn ngoại trừ sớm đã biết ta là ma tộc còn biết ta là ma tộc cấp vực sâu thế nhưng lúc trước lại mặc kệ một ma tộc cấp vực sâu sống ở khu vực phồn hoa này, cũng không sợ ta phát cuồng chém giết khắp nơi, chứng tỏ chủ tịch tập đoàn không những rất tự tin mà còn vô cùng máu lạnh. Không hề sợ hãi, có đủ tự tin tiêu diệt được ta trong thành phố phồn hoa này, cũng không ngại hy sinh giết chết một ít dân chúng. Một người như vậy lại đột nhiên tìm đến ta, thực sự khiến ta khó nghĩ hắn có thiện chí. Sắc mặt tráng hán vô cùng khó coi, nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? muốn tự do. Đỗ Địch An cười nói. Tráng Hán sửng sốt. Rắc rắc một tiếng, Đỗ Địch An đã bẻ gãy cổ Tráng Hán, thân thể cũng đột nhiên cúi đầu, như tia chớp chợt nhảy tung ra ngoài. Phốc phốc. Trong nháy mắt lúc hắn cúi, đầu bốn tia la dê đầu đã vội vàng bắn ra, xuyên thủng cửa sổ bên ngoài tòa nhà, đốt mặt đất thành vài dấu vết đen nhanh, dọa đến Vrywen đi bên cạnh cả người phát trung Lúc Đỗ Địch An lao xuống, nhanh chóng phá vỏ tòa nhà, toàn thân ma hóa, phần lưng dị hóa ra cặp cánh cắt liệt, linh hoạt chớp động ở giữa không trung, nhào đến trong một tòa nhà cao tầng bên cạnh, chỉ thấy trong tòa nhà cao tầng này là một nhà hàng, phong cảnh tuyệt đẹp, ngồi ở bên trong có không ít doanh nhân xã hội. Có âm nhạc du dương uyển chuyển, giờ phút này thủy tinh bên ngoài tòa cao ốc vỡ vụn hết, hết thảy sự yên tĩnh đều bị phá vỡ. Sau khi đổ địch an xông vào, liếc mắt một cái đã thấy một thanh niên đội mũ trùng đầu màu đen bên cạnh cửa sổ, trong tay hắn đang ôm một khẩu pháo laser kim loại. Chết đi! Đỗ địch an đột nhiên lao xuống, cánh các liệt rộng lớn xẹt qua lối đi của nhà hàng, cắt sàn nhà và bức tường thành các vết nứt. Hai nhân viên phục vụ của nhà hàng mang theo rượu vang và thức ăn đang ngơ ngác đứng ở lối đi, bị đổ địch an xẹt qua cực nhanh, thân thể từ đó bị đứt lìa, bị cánh chém thành hai đoạn. Thanh niên ôm khẩu pháo laser kim loại kia nhìn thấy đổ địch an đang chạy thẳng tới, sợ tới mức sắc mặt thay đổi lớn, da toàn thân lập tức biến thành màu xanh biếc, cánh tay giống như dây leo duỗi dài, hắn vứt bỏ pháo laser, phá vỡ cửa sổ chạy trốn ra bên ngoài. Đỗ địch an nhanh chóng truy kích qua đó, vừa muốn bổ nhào xuống, đột nhiên một điềm báo nguy hiểm truyền đến, hắn kịp thời phanh lại, phía trước không tới nửa mét có mấy tia laser bắn ra, là mấy người còn lại đánh chặn. Bái bai Thanh niên đội mũ trùm đầu màu đen bò ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy đỗ địch an bị pháo laser bắn ra làm ngây ngốc tại chỗ, trái tim chưa kịp định hồn lập tức thở vào nhẹ nhõm, hắn nghe răng ra cười, sau đó không dừng lại nữa, thân thể giống như thạch sùng dính vào thủy tinh bên ngoài tòa nhà, nhanh chóng bò đi ra. Chỉ cần kéo dài khoảng cách với Đỗ Địch An, dựa vào pháo laser tầm xa của mấy người khác cũng có thể bắn chết Đỗ Địch An. Phốt Đột nhiên, một cảm giác nóng rực truyền đến từ trên trán. Ý nghĩa trong đầu của thanh niên đội mũ trùng còn chưa kịp biến mất, nụ cười đã ngưng động lại trên mặt hai mắt trợn ra thật to, tràn đầy sự khó tin và hoảng sợ tuyệt vọng khó diễn tả thành lời. Lúc thế giới trở nên tối tăm, thi thể của tên thanh niên đội mũ trùng đầu cũng theo đó mà rơi từ trên cao xuống đập vào bồn hoa ven đường, phát ra âm thanh thật lớn khiến cho tất cả những người qua đường xung quanh đều kinh ngạc ngây người. Đôi mắt đổ địch an hờ hững, thu hồi tầm mắt, trong ánh mắt bối rối và hoảng sợ của những người trong nhà hàng, hắn dậm chân một cái phá cửa sổ mà bay ra ngoài, cặp cánh các liệt màu đen khoa trương mở rộng ra, giống như một con chim ưng khổng lồ, nhảy qua tòa nhà này, vọt tới bên sân thượng của một tòa nhà khác. Ở đó có hai bóng người đang ôm pháo laser, một nam một nữ, đeo kính râm, cách ăn mặc vô cùng lạnh lùng giống như sát thủ. Nhìn thấy đổ địch an vọt tới, trên mặt hai người xuất hiện một tia bối rối, lập tức tập trung pháo laser về phía thân thể của đổ địch an để ngắm bắn. Nhưng thân thể đổ địch an cứ lơ lửng bất định giữa không trung, còn chưa kịp nhắm chuẩn hắn đã rời kính ngắm liên tục mấy lần như vậy hai kẻ này rốt cuộc cũng biết chỉ dựa vào pháo laser thì sẽ không cách nào tập trung được trên thân thể của đỗ địch an dù sao đây cũng không phải là tên lửa có thể lắp chức năng tự động truy vết chạy hai người hoảng loạn bắn mấy đợt pháo làm chậm tốc độ của đỗ địch an ngược lại chạy về phía bên kia của tòa nhà bọn họ kích phát ra ma thân người nữ giống như nhện nằm rạp trên mặt đất bung nở ra cực kỳ cồng kềnh từ trong hạ thể phun ra một số lượng lớn nhện con những con nhện này theo sân thượng phân tán ra bốn phía nhanh chóng kéo lưới muốn ngăn chặn đổ địch an chết đi đổ địch an ở giữa không cũng không có ý định hạ xuống trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo viên bảo thạch màu đỏ tươi nhô ở trên trán đột nhiên bắn ra hai chùm sáng bắn vào sau lưng của nữ nhện và vào cổ của tráng háng bên cạnh thân thể hai người như bị điện giật đột ngột dừng lại ngã nhào về phía trước Khẩu pháo la ôm trong ngực cũng bị vung bay ra ngoài, ném ra khỏi thượng rơi xuống phía dưới đường cái. Đỗ địch an không dừng lại, cơ thể xẹt qua một đường vòng cung, lao về phía một tòa nhà khác. Sao có thể chứ? Năm người trốn trong ba tòa nhà khác nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi, dưới sự vây quét của tám người bọn họ. Mục tiêu cứ vậy dùng một tốc độ nhanh như chớp liên tục giết chết ba đồng đội của bọn họ, phải biết rằng, bọn họ cũng không phải người thường, mà là siêu cường giả đạt được lực lượng ma tộc bỏ qua loại lực lượng như cơ giáp bọn họ đủ để đưa mắt nhìn xuống chúng sinh liên bang từ khi đạt được lực lượng của ma tộc đến nay rất lâu rồi bọn họ không cảm nhận được sự uy hiếp từ cái chết thế nhưng giờ phút này lại có cảm giác trận tóc gáy từ bóng dáng dữ tận như ác ma kia bọn họ cảm nhận được sát ý nồng đậm và bóng tối so sánh với nhau dường như bọn họ đã thoái hóa thành người bình thường chỉ có thể ỉ lại vào súng ống thậm chí khi đang cầm súng thì cũng không thể nào nhắm trúng mục tiêu, bắn chết nó. Đây không phải là ma tộc vực sâu bình thường. Trong một tòa nhà thương vụ, có hai tay súng bắn tỉ nhìn đổ địch An đang lao về phía một tòa nhà khác, vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ thử nhắm chuẩn ngắm bắn, nhưng bóng dáng đổ địch An cứ như ma quỷ, lơ lửng chớp động ở trong kính ngắm, không có cách nào nhắm được chỉ có thể bắn lung tung. Nhưng tất cả đều bị tránh né, dường như kẻ địch biết rõ thời gian và phương hướng bắn ra của họ alo, alo. Tổng bộ, tổng bộ. Yêu cầu chi viện, kẻ địch không phải là vực sâu bình thường. Xảy ra chuyện gì? Trong tai nghe truyền ra âm thanh uy nghiêm. Hai người hơi lo lắng báo cáo, kẻ địch dễ dàng giết chết mi rông, có thể tránh né pháo laser của chúng ta bắn ra, có lực lượng vượt qua vực sâu bình thường, lại có năng lực phi hành, có cả năng lực bắn tầm xa, nghi ngờ phát ra công kích giống laser, đồng thời có năng lực cảm giác siêu mạnh một hơi nói nhiều như vậy, trong lòng hai người dấy lên một tia sợ hãi, bỗng nhiên phát hiện năng lực ma ngân của mục tiêu có phạm vi bao trùm quá rộng, bình thường ma ngân giỏi ở năng lực cảm giác, trên phương diện chiến đấu tự nhiên sẽ rất yếu, có sự chú trọng khác nhau, nhưng những gì mục tiêu thể hiện ra đến bây giờ. Dường như là một năng lực toàn phương vị, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, đây là ma ngân hy hữu đến cỡ nào chứ? So sánh với nhau, năng lực ma ngân của bọn họ kém không chỉ là một cấp độ. Sao có thể chứ? Chủ tịch, sao ngươi lại đến đây, cái gì? Trong tai nghe truyền đến mấy tiếng kinh hô liên tiếp, nghe được hai người rất sửng sốt. Rất nhanh, trong tai nghe, cấp trên giường như đang hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp, phát lệnh nói, tất cả mọi người rút về tiền tuyến, phối hợp với cơ giáp sáng thế thần đánh chết mục tiêu. Lời này thông qua kênh liên lạc truyền đến tai nghe của mỗi người, kể cả trong tai nghe của ba người đã chết cũng vang lên giọng nói của cấp trên đáng tiếc đến cùng bọn họ không thể nghe thấy nữa năm người còn lại hoặc nói là bốn người sau khi nhận mệnh lệnh thì như trút được gánh nặng lập tức rút lui rút lui sao đỗ địch an tiện tay vứt bỏ một xà nhân ma hóa bị bẻ gãy cổ trong tay hắn hơi nghiêng người liếc mắt nhìn bốn người trong hai tòa nhà khác thấy bọn họ đang vội vàng rút lui trong lòng hắn khẽ động phóng thích cảm giác đến một phạm vị lớn hơn lập tức nhìn thấy ba cơ giáp sáng thế thần trong thông đạo khẩn cấp dưới lòng đất đã được khởi động, vây quanh nơi này. Ngoài ra, tất cả quân đội trong thông đạo đã được huy động để sơ tán toàn bộ những người dân quanh tòa nhà. Chuẩn bị cho cơ giáp lên sao? Đỗ địch an hơi hít mắt lại, cơ giáp sáng thế thần, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc cơ giáp được xưng là hàng đầu này, được xếp vào hạng năm sao của quân đội liên bang, nghe nói có thể rung chuyển cả vương giả của đế quốc, bóp chết hết thảy vực sâu, Giờ phút này nó đang từ trong thông đạo khẩn cấp xông ra, thể hiện một tốc độ phi phàm, nhanh chóng bao vây lấy tòa nhà của hắn nhưng lại không lập tức ra tay. Cả ba chiếc cơ giáp đều đang chờ đợi, chờ cho quân đội sơ tán đám người xung quanh. Kéo dài càng lâu thì càng có lợi cho bọn họ. Đỗ Địch An cũng không vội vàng ra tay, tay nâng khẩu pháo laser của xà nhân ma hóa lên, đứng ở rìa sân thượng, dưới chân hắn là đường phố như vực sâu vạn trượng, người đi đường nhỏ bé như sâu kiến hắn lẳng lặng nhìn về ba cơ giáp sáng thế thần, lông mày khẽ cau lại. thứ hắn tự hỏi trong lòng không phải là làm thế nào phá được vòng vây của ba cơ giáp để thoát ra ngoài, mà là động cơ và mục đích của tập đoàn. mặc kệ mình ở công ty randy lâu như vậy, bây giờ lại bởi vì mình cãi lệnh mà muốn xóa bỏ mình, dường như có chỗ nào đó nói không thông. trong lúc hắn đang suy nghĩ, quân đội đã đuổi đám người xung quanh đi gần hết. Đỗ Địch An cũng nhìn thấy đám người trương lan tâm trong tòa nhà công ty Randy đã được sơ tán đến thông đạo khẩn cấp dưới sự hộ tống của quân đội. Lúc này, ở phía xa xa có mấy chiếc trực thăng chiến đấu đang bay vút lên lơ lửng giữa không trung, phía dưới trực thăng xuất ra súng máy tốc độ cao và pháo laser, nhắm bắn vào hắn. Muốn chết! Đôi mắt Đỗ Địch An hiếp lại, bàn tay dùng sức nâng khẩu pháo laser trong tay lên, chạm vào nút phóng ra, một chùm tia laser bắn ra, xuyên qua một chiếc trực thăng vũ trang, cánh quạt phía trên trực thăng bị cắt đứt, lập tức nghiêng nghiêng, lật ngang, trong đó truyền ra những tiếng kinh hô thảm thiết, trực thăng lao về tòa nhà gần đó. Khi sắp đụng trúng, phía dưới một chiếc cơ giáp sáng thế thần đột nhiên bắn ra tấm lưới lớn bắt được trực thăng. Đỗ địch an không để ý nữa, hắn chuyển hướng bắn vào một số trực thăng vũ trang khác. Mấy chiếc trực thăng vũ trang này không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ chỉ mũi nhọn về phía bọn họ, phong lúc hoảng loạn đã bắn ra súng laser và công kích bằng tên lửa, khi tên lửa được bắn ra, vừa đến nửa đường, cặp cánh cắt liệt trên lưng đổ địch an đột nhiên rung rẩy phát ra những ánh sáng đen, giống như là lông vũ màu đen bắn trúng lên lửa. Trầm một tiếng, khiến nó kích nổ giữa đường, chặn đánh ở giữa không trung. Vèo. Thân thể đổ địch an lấp lóe, trong nháy mắt tránh né khỏi vị trí pháo laser được bắn ra, pháo laser này cũng không phải thứ là pháo laser thời đại cũ có thể so sánh được, ở thời đại cũ súng laser và pháo laser cũng không thể giết chết kẻ địch, nhất là súng laser chỉ có thể phá hư đồng tử của kẻ địch, làm cho kẻ địch bị mù lòa. Mất đi sức chiến đấu, cho nên mặc dù cái tên rất uy phòng nhưng hiệu quả trên chiến trường lại rất bình thường. Nhưng pháo laser và súng laser ngày nay đã làm được giống như trong phim viễn tưởng của thời xưa, laser giống như thực chất có thể bắn xuyên qua tấm thép, kèm theo nhiệt độ cao thiêu đốt, hơn nữa bất chấp thời tiết, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Pháo laser cũng tăng cường vô số lần, đường kính đồng pháo ước chừng 60cm, đủ để phá hủy một nửa thân thể con người thành tro tàn. Mặc dù pháo laser có tốc độ bắn nhanh, giống như tia chớp lóe sáng, nhưng thể chất của người thao tác lại bình thường, ngón tay kích hoạt giống như chuyển động chậm trong tầm mắt của Đỗ Địch An, có đủ thời gian để cho hắn dự đoán tránh né. Sau khi tránh được mấy đòn tấn công của súng laser, pháo laser trong tay Đỗ Địch An cũng bắt đầu phát động, tuy rằng cả hai đều là vũ khí laser, nhưng rõ ràng uy năng của pháo laser trong tay hắn mạnh hơn chỉ một pháo liền có thể xuyên thủng mũi trực thăng vũ trang bùng lái nổ tung trực thăng vũ trang bị mất khống chế cũng theo đó mà rơi xuống nhưng may được cơ giáp sáng thế thần phía dưới ra tay cứu vớt nên không bị rơi vỡ tay đổ địch an cầm khẩu pháo khổng lồ đi lại chơi đùa trong mưa bom bão đạn tiện tay nhấc khẩu pháo lên thì sẽ có một chiếc trực thăng vũ trang rơi xuống một lát sau trên bầu trời không còn một chiếc trực thăng nào xuất hiện Đỗ Địch An đứng ở đỉnh cao của tòa nhà cao tầng này, trong tầm mắt có thể quan sát được hơn nửa thành phố dưới chân, hắn nhìn thấy phía xa xa có máy bay nhỏ, chớp lên tia sáng, là ống kính đang chụp lại nơi này. Chắc hẳn là phóng viên của một tòa soạn nào đó hoặc là sở thích của một vài dân chúng. Chuyện đã đến nước này, Đỗ Địch An tự nhiên cũng chẳng còn lo lắng vấn đề bị phơi bày, dù sao thân phận cũng đã rò rỉ, hắn ở liên bang đã không còn đất dung thân, cho dù là ẩn nấp chạy trốn thì cũng có thể đổi một khuôn mặt khác đạt tới thực thực lực như hắn mặt đã không còn trọng yếu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào quan tâm là cái nội tại thậm chí đối với đỗ địch an nội tại cũng đã không còn trọng yếu hắn chỉ để ý đến trái tim mình mà muốn tiến thêm một bước đạt được lực lượng trái tim tràn ngập thần tính này cũng là thứ nhất định phải tước đoạt nên làm thật rồi đỗ địch an tự lẩm bẩm một tiếng lúc này cơ giáp sáng thế thần đã đón những chiếc trực thăng rơi xuống, đem chúng dàn xếp lại, phân tán đám người ở trong trực thăng, những người xung quanh được bộ đội hộ tống vào trong đường hầm khẩn cấp. Tất cả đều cách xa đường hầm khẩn cấp dưới lòng đất ở gần đây để tránh bị chiến đấu làm ảnh hưởng, xung quanh hơn ngàn mét chỉ còn lại vài bóng người đang kinh hoàng sợ hãi. Ánh mắt đổ địch an dừng lại trên ba chiếc cơ giáp sáng thế thần, hình dạng của cơ giáp sáng thế thần này giống như con người, thân thể cực kỳ to lớn, cao chừng 20 mét, toàn thân màu vàng kim, trên lưng có cánh bắn ra, hiển nhiên đều có năng lực phi hành, hoặc nhìn qua phản phất như là một pho tượng thần hoàng kim, cao lớn vĩ đại. Chỉ nói về ngoại hình đẹp mắt, ở trong đám cơ giáp cũng đã là người nổi bật. Tầm mắt đổ địch an xuyên qua tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy được ba người điều khiển bên trong cơ giáp, rõ ràng là ba vị chiến sĩ cấp 10. Quân đội ngăn chặn ma tộc, đây là ma tộc do liên bang tự bồi dưỡng ra, hoặc là bộ đội vũ lực do tập đoàn Terra tự lắp ráp, hoặc là người dựa vào lực lượng của tập đoàn đưa vào quân đội. Hắn hít một hơi thật sâu, không đợi ba cơ giáp sáng thế thần ra tay, hắn đã dùng viên bảo thạch màu đỏ tươi trên trán bắn ra một chùm tia sáng về phía của cơ giáp sáng thế thần đã ra tay cứu trực thăng vũ trang kia. Bọn họ đang chờ quân đội dọn dẹp sạch sẽ mở rộng chiến trường xung quanh, nhưng đổ địch an lại không thể tiếp tục kéo dài, có lẽ ba vị ma tộc trong cơ giáp kia chưa chắc đã để ý đến sống chết của dân chúng bình thường, nhưng tất nhiên sẽ để ý đến các thế lực mượn cơ hội tấn công tập đoàn Terra, không tránh khỏi sự bận lòng. Chùm sáng vô cùng nhanh, cơ giáp sáng thế thần này cũng không phản ứng kịp, khi chùm sáng bắn tới trước đầu nó 30 mét, chợt khơi dậy một làn sóng, rõ ràng là năng lượng phòng ngự tự động cản chùm sáng lại. Ánh mắt đổ địch an xa sầm xuống, nhanh chóng kích hoạt khẩu pháo laser trong tay. Vèo! Vèo. Vèo. Bảy tám đường laser liên tục bắn ra, không có ngoại lệ, tất cả đều trúng mục tiêu. Mặc dù cơ giáp sáng thế thần này muốn phản ứng, muốn dự đoán thông qua ngón tay và họng pháo của Đỗ Địch An, nhưng tốc độ ngắm bắn của Đỗ Địch An quá nhanh, đã đến trước một bước dự đoán tất cả vị trí né tránh của nó. Âm thanh vụt vụt liên tục vang lên, tấm chắn năng lượng bên ngoài cơ giáp sáng thế thần không ngừng gợn sóng, giống như là sóng nước khi một pháo cuối cùng của đỗ địch an bắn ra tấm chắn năng lượng bị đánh vỡ bắn lên vai cơ giáp lưu lại vết khói thiêu đốt nhàn nhạt trên bả vai màu vàng của khôi giáp đỗ địch an hơi nheo mắt độ cứng của cơ giáp sáng thế thần này vượt qua dự liệu của hắn quy năng của pháo laser này đủ để xóa sổ một sinh mệnh cấp thâm nguyên trừ khi là ma vật tiến hóa ra trụ giáp đặc biệt hoặc là ra lớp vẫy cứng mới có thể ngăn cản được đổi là là con người cấp thâm nguyên dưới trạng thái không thi triển ma thân không có ai có thể ngăn cản được nhưng giờ phút này trên người cơ giáp sáng thế thần ngay cả một chút sơn bên ngoài cũng không thể lao đi vèo đỗ địch an vứt bỏ khẩu pháo laser đã cạn kiệt năng lượng hắn nhảy từ trên lầu cao xuống đôi cánh mở ra như lợi kiếm bắn về phía chiếc cơ giáp sáng thế thần này chỉ thấy thanh niên ma tộc tóc ngắn trong cơ giáp sáng thế thần kia cười lạnh hai tay hắn cầm vào trong quả cầu màu trắng trên đầu đeo một cái vòng tròn giờ phút này hai tay huy động Cánh tay của cơ giáp sáng thế thần cũng theo đó huy động, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, phát ra tiếng gió gào thét. Phối hợp với hệ thống trí tuệ nhân tạo của cơ giáp dự đoán, một quyền cắt đứt quỷ đạo công kích tốt nhất của Đỗ Địch An. Thân thể Đỗ Địch An chợt dừng lại, nhanh chóng vặn vẹo, xung lực mạnh mẽ khiến cho cánh của hắn mơ hồ có cảm giác bị xé rách, nhưng tạm thời thay đổi quỷ tích, hắn dùng tốc độ nhanh hơn nhào về chỗ cách đỉnh đầu của cơ giáp sáng thế thần 20m, khoảng cách này đối với hắn mà nói trong nháy mắt đã tới được. Nhưng thanh niên tóc ngắn bên trong cơ giáp sáng thế thần không có ý định để cho đổ địch an công kích, bỗng nhiên vung tay, một thanh chiến đao có lửa thiêu đốt được rút ra từ đầu gối của cơ giáp, giống như là rút xương đùi ở trong chân ra, mạnh mẽ vung lên, sóng nhiệt cuộn về phía đổ địch an, không khí bị thiêu đốt đến vạn vẹo. Năng lượng cực mạnh từ trên chiến đao được phóng thích ra, ngoại trừ ánh sáng và nhiệt độ, còn có cả bức xạ mãnh liệt. Đỗ địch an không có trực tiếp đối mặt, thân thể thêm lần nữa xoay chuyển, thay đổi hướng ở trên không, trượt đến sau vai của cơ giáp sáng thế thần. trong khoảnh khắc sắp tiếp xúc, cảm giác nguy hiểm bất thường truyền đến. đôi cánh của hắn mạnh mẽ chống đỡ. trong nháy mắt, cuồng phong đã rót đầy bên trong cánh. cơ thể đột ngột dừng lại. một tia sáng trắng xẹt qua trong tầm mắt, lóe lên ở giữa khoảng cách của hắn và cơ giáp sáng thế thần rồi chợt biến mất. trong tầm mắt siêu rộng, đổ địch an nhìn thấy một cơ giáp sáng thế thần ở bên cạnh ra tay tia laser này từ trong ngón tay nó bắn ra. Thánh quang tấn công. Thanh niên tóc ngắn bên trong cơ giáp sáng thế thần hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng nhìn về chiếc cơ giáp sáng thế thần bên cạnh đã ra tay giúp đỡ, tuy tức giận trong lòng, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Mục tiêu đã tiến vào 50 m bao trùm của thánh quang cơ giáp, hắn lập tức dùng phương pháp mãnh liệt nhất để phản công. Đỗ Địch An trong lúc dùng thấu thị đã chú ý đến người điều khiển trong ba chiếc cơ giáp sáng thế thần, khi nhìn thấy thanh niên tóc ngắn nhanh chóng ấn phím, lập tức đoán ra được hắn muốn làm cái gì đó, đôi mắt đổ địch an hơi nheo lại, thân thể không lùi mà tiến lên, tiếp tục nhào về cái phía sau. Đồng thời dùng bảo thạch thái dương thú trên trán bắn ra từng chùm tia sáng, những chùm sáng này không phải là tán xạ không mục đích, mà là bao trùm toàn thân cơ giáp sáng thế thần. Khi thanh niên tóc ngắn khởi động thánh quan tấn công, ngón tay của cơ giáp sáng thế thần, bả vai, lồng ngực của cơ giáp sáng thế thần lập tức biến hình, từ bên trong lộ ra một đường kính năm đen như họng súng, bên trong mơ hồ có hào quang đang khởi động, toàn bộ quá trình làm nóng không đến 0.1 giây. Nhưng mà, dường như Đỗ Địch An đã sớm dự đoán được, khi khô giáp ở những vị trí này rút vào lộ ra đường kính bên trong, chùm sáng trên trán hắn cũng vừa vặn bắn vào những đường kính này, trong khoảnh khắc, một loạt tiếng nổ mãnh liệt từ toàn thân của cơ giáp sáng thế thần nổ tung vang lên. Thanh niên tóc ngắn ngồi trong buồng lái cơ giáp hoàn toàn sửng sốt cơ giáp chấn động kịch liệt cùng với màn hình trước mắt đang lay động làm cho hắn cảm nhận được từng đợt choáng váng không khỏi mở to hai mắt vẻ mặt tràn đầy sự khó tin phá đỗ địch an nhân lúc đang nổ tung này trong nháy mắt lao tới gần lần này cho dù là hai cơ giáp sáng thế thần bên cạnh dường như cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy không kịp trở tay lưỡi dao cắt liệt toàn thân hắn giống như đuôi dựng thẳng lên hóa thành lưỡi dao cắt liệt bén nhọn bỗng nhiên hung mảnh đâm ra trong chốc lát đâm trăm ngàn lần, bên ngoài đặc thù ánh vàng hợp kim của cơ giáp sáng thế thần vỡ vụn, bị rạch ra từng vết nứt và các lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau. Đỗ địch an gầm nhẹ một tiếng, đuôi bằng lưỡi dao vung lên, phản phất như một thanh cuồng phong đại trảm đao màu đen, mạnh mẽ quật lên cổ của cơ giáp sáng thế thần, răng rắc một tiếng, cùng với một tia điện quang lóe lên, đầu của cơ giáp sáng thế thần bị chém xuống. Đỗ Địch An nhanh chóng xé toạc đường ống truyền tải giống như sợi mô tổ chức bên trong cổ, sau đó co cánh lại và chui vào. Ngươi. Đôi đồng tử của thanh niên tóc ngắn co rút đến nỗi chỉ còn to bằng một lỗ kim, nhìn Đỗ Địch An đang từ bên trên mạnh mẽ xông vào khoang điều khiển, vẻ mặt hắn hoảng sợ như gặp quỷ, hắn chưa kịp thi triển ra ma thân, lưỡi dao cắt liệt trên người Đỗ Địch An đã chợt bắn ra xuyên thủng qua đầu của hắn. Làm xong những thứ này, Đỗ Địch an co rút lưỡi dao cắt liệt toàn thân lại để tránh cắt đứt các thiết bị xung quanh, hắn kéo thi thể thanh niên tóc ngắn theo cổ cơ giáp ném ra ngoài, sau đó ngồi vào vị trí điều khiển, liếc mắt nhìn qua bảng điều khiển phía trước. So với cơ giáp hắc tích lúc trước hắn đã từng dùng ở quân bộ, đẳng cấp của chiếc cơ giáp sáng thế thần này không biết cao bao nhiêu nhưng giao diện thao tác của nó lại càng thêm ngắn gọn, không giống như cơ giáp hắc tích, các loại phím cơ sở cộng thêm các phím phức tạp có hơn trăm cái, mà ở nơi này tổng cộng chỉ có 8 phím chủ yếu dựa vào thần kinh kết nối với cơ giáp, tuy nói là do con người thao tác nhưng hệ thống trí tuệ nhân tạo của cơ giáp cũng sẽ hỗ trợ cho não người, thuộc về sự kết hợp giữa người và máy móc, đây cũng là kết tinh cao nhất của nền khoa học kỹ thuật liên bang. Không hổ danh là cơ giáp có thể đối chiến vương giả, các tính năng đều là đỉnh cao, may mắn lúc trước ta đã hiểu rõ phương thức thao tác của cơ giáp sáng thế thần, cũng đã xem qua một ít tuyên truyền về cơ giáp sáng thế thần, nếu không thì chỉ riêng cái thánh quan tấn công kia cũng đủ để đem hơn phân nửa cơ thể ta nổ tung thành cho tàn. Đỗ Địch An vừa để ý hai chiếc cơ giáp sáng thế thần khác vừa kiểm tra độ hư hại của chiếc cơ giáp này. Quá trình nạp năng lượng còn cần 28 phút 47 giây. Hệ thống vũ khí bị hư hại 23,7%, 73 ống laser bị vỡ, có thay thế không? Đỗ Địch An nghe được giọng nói trí tuệ nhân tạo truyền ra, khẽ cau mày, giờ phút này hắn không đội mũ bảo hiểm dùng thần kinh kết nối với cơ giáp, cơ giáp sáng thế thần này rõ ràng đã ràng buộc với tên thanh niên tóc ngắn kia, chỉ có nhà sản xuất mới có thể mở khóa, hắn chỉ có thể chuyển sang thao tác bằng tay nguyên thủy. Khi nghe được báo cáo kiểm tra của cơ giáp, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố của cơ giáp sáng thế thần này. Lúc trước mạnh mẽ chống đỡ 7-8 lần pháo laser mới miễn cưỡng đánh qua lá chắn năng lượng, vậy mà bây giờ chỉ cần nửa giờ để có thể chữa trị, về phần thánh quan tấn công bị mình dập tắt tạo thành hư tổn bao trùm toàn thân cơ giáp nhưng xem ra còn không tổn thất tới tới một phần năm điều này có nghĩa là thánh quan tấn công tuy rất lợi hại nhưng không phải là toàn bộ thủ đoạn công kích của cơ giáp sáng thế thần hơn nữa còn có thể thay thay đổi năng lực kéo dài như vậy còn khủng bố hơn so với vương giả không biết loại năng lượng điều khiển cơ giáp là cái gì cho dù là năng lượng động học hạt nhân cũng chưa chắc có thể mang đến năng lực tác chiến liên tục như vậy trong đầu đổ địch an hiện lên suy nghĩ này, lập tức lựa chọn thay thế ống laser, chỉ thấy các khớp xương của cơ giáp kéo giãn ra, từ bên trong bắn ra mảnh vỡ kim loại, rất nhanh đã vang lên tiếng hệ thống thông minh nhắc nhở, ống laser đã thay thế hoàn tất, lần nữa có thể thi triển thánh quan tấn công. Đỗ Địch An không tiếp tục các thao tác khác, mà hắn nhìn về phía hai cơ giáp thần sáng thế đang giáp công bọc đánh tới, nhìn xuyên qua cơ giáp ở bên ngoài, có thể nhìn thấy được biểu hiện của hai người bên trong, Mang theo vài phần lạnh lùng và nghiêm trọng. Nếu không phải hiểu rõ cơ giáp sáng thế thần này, lại có thể thông qua thấu thị nhìn thấy những thao tác bên trong, với thực lực của ta thật đúng chưa chắc đã là đối thủ của thứ này. Đỗ Địch An nhìn hai người đang không ngừng tới gần, ánh mắt khẽ chớp, vốn dĩ ban đầu hắn không có chạy trốn mà ở lại kiên trì đối chiến với ba cơ giáp sáng thế thần, là vì hắn biết, mình chạy ra khỏi thành phố ngược lại sẽ chết càng nhanh hơn. Đến lúc đó, dùng vũ lực của tập đoàn Terra có thể không kiên nể gì mà phái thêm cơ giáp sáng thế thần đến để vây quét hắn, không cần lo lắng đến dân chúng thương vong và tổn thương quá độ. Nhưng giờ phút này cướp được một cơ giáp sáng thế thần, hắn có thể phát huy ra chiến lực gấp mấy lần, không cần phải tiếp tục chiến đấu với những người này nữa. Thánh quan tấn công, phân lưu. Ngón tay đổ địch an nhanh chóng xẹt qua bàn phím ảo, nửa người trên và nửa người dưới của cơ giáp đột nhiên xoay chuyển về các hướng khác nhau, bắn ra một trận pháo sáng giảm thanh một trước một sau bao phủ lấy hai chiếc cơ giáp sáng thế thần kia cùng lúc đó đổ địch an khởi động cánh của cơ giáp từ bên cạnh trượt ra lòng bàn chân của cơ giáp cũng phun ra một dòng lửa nóng rực phối hợp với cánh tay bay lên tốc độ vô cùng nhanh giống như một ngôi sao băng từ giữa lầu cao xuyên xa trong chớp mắt đã biến mất cách đó mấy ngàn mét sau khi đổ địch an điều khiển cơ giáp sáng thế thần rời khỏi vài vị quan quân cũng nhận được tin tức từ tai nghe trong một đường hầm ngầm khẩn cấp gần đó, lập tức giơ nắm tay lên, ý bảo bộ đội dừng lại. Vì sao không đi nữa? Đi nhanh đi. Sao lại thế này? Nhiều nhà khoa học và giám đốc điều hành công ty Randy ở dưới sự sự bảo vệ của quân đội đều cảm thấy hoảng sợ khi thấy quân đội đột ngột dừng lại, bọn họ không nhịn được nôn nóng thúc giục. Lan tâm, người kia có phải là tiểu tần hay không? các nhà khoa học có quyền hạn bậc nhất như khổng chí, trương lan tâm và sở tuệ như đang đứng chung một chỗ, trong khi cảm xúc của mọi người đều rất nôn nóng, thì khổng chí lại vô cùng bình tĩnh, trên mặt lão nhân này đường buồn, hạ giọng hỏi trương lan tâm bên cạnh. Sắc mặt trương lan tâm phức tạp, không nói câu nào. Lúc trước tuy rằng bọn họ rút lui vội vàng, nhưng cũng thấy được hình ảnh đổ địch an dùng pháo bắn máy bay trực thăng, sau khi nghe các quân quan xung quanh nói, bọn họ mới biết được có ma tộc xâm lấn, mà ma tộc kia cũng chính là tầng mặt sớm chiều ở chung với bọn họ trong đầu trương lan tâm nhớ lại mấy tháng ở chung ngắn ngủi thanh niên tuổi trẻ này cũng nhiệt tình nghiêm túc chăm chỉ hiền lành khiến nàng cảm thấy không thể bắt bẻ nàng thật sự không thể kết hợp khuôn mặt thanh tú kia chung với vẻ hung thần ác sát của ma tộc được nhưng sự thật lại khiến nàng không thể không tin đây là sự thật nàng không khỏi suy nghĩ chẳng lẽ ma tộc cũng phân chia tốt và xấu sao mọi người yên lặng một chút ở xung quanh đang xì xào các loại âm thanh nôn nóng, một quan quân có dáng người cường tráng giơ cánh tay rắn chắc lên hết một tiếng, chờ đến khi mọi người đều an tĩnh lại, sau đó mới lớn tiếng nói, ma tộc đã rời khỏi nơi này đi sang nơi khác, nơi này tạm thời là nơi an toàn nhất, mọi người không cần kinh hoảng, nếu tiếp tục lui lại. Sẽ khó bảo đảm không còn gặp lại ma tộc này nữa, mọi người cứ ở đây trước đi, chờ đến khi tin tức cụ thể trên mặt đất truyền xuống rồi tính tiếp mọi người vừa nghe ma tộc đã rời khỏi nơi đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, có người còn vỗ ngực làm ra dáng vẻ thở dài một hơi. Hắn đi rồi. Khổng chí nhìn thoáng qua đỉnh đầu, dường như cũng nhẹ nhàng thở ra. Trương Lan Tâm chú ý tới vẻ mặt của hắn, trong lòng hơi nhúc nhích, sau đó dường như nàng đã nghĩ thông suốt vấn đề gì, trên khuôn mặt già nua lộ ra một chút dịu dàng, hạ giọng cực thấp nói, có lẽ hắn là một ma tộc tốt, chỉ mong hắn có thể rời đi, nếu như bị bắt được, hy vọng phía trên có thể cho hắn một cơ hội sửa đổi sở tuệ như ở bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện không nhịn được mở to hai mắt nhìn qua nàng có cảm giác hai nhà khoa học già này đều điên rồi vậy mà lại cho lắng cho một ma tộc đáng tiếc sau này không thể nhìn thấy hắn nữa khóe miệng khổng chí nở nụ cười chua xót đến khi hắn nhìn thấy có người nhìn qua đây biểu cảm trên mặt hắn lập tức biến mất khôi phục sắc mặt đạm mạc vèo gió mạnh gào thét ở bên tai trong tầm mắt của Đỗ Địch An, tòa nhà dưới chân nhanh chóng lùi lại, ở phía sau có hai cơ giáp sáng thế thần đang liều mạng đuổi theo, nhưng tính năng của cơ giáp đều giống nhau, sau khi hắn giành trước lao ra vòng vây kéo dài khoảng cách, tuy rằng đã khởi động tốc độ nhanh nhất của cơ giáp, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng cách này không thể kéo gần thêm nữa, trừ khi nguồn năng lượng trong cơ giáp sáng thế thần của Đỗ Địch An cạn kiệt trước. Dựa vào trận chiến kịch liệt lúc trước, hiển nhiên mức độ tiêu hao nguồn năng lượng của hắn phải cao hơn hai cơ giáp kia nhưng nguồn năng lượng còn dư ở bên trong cũng đủ để hắn lao ra khỏi thành phố đô yêu cách liên bang một đoạn đường dài chờ đến khi ra khỏi thành ta sẽ lập tức đi đến mảnh đất ma vật bên ngoài vòng hòa bình hy vọng có thể tìm được cơ hội thoát thân ánh mắt đổ địch an nghiêm túc trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân nhưng nghĩ ra nghĩ lại hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai dường như có chi tiết gì bị mình xem nhẹ Lúc này, cuối tầm mắt của hắn hiện lên một tường thành nguy nga, đã đến điểm cuối của thành phố Đô Yêu rồi. Đã chạy 3 phút, trong khoảng thời gian này, chắc là bọn họ không kịp điều động cơ giáp sáng thế thần khác bao vây ta, đổ địch an nhìn tường thành càng ngày càng gần, chân mày cũng dần dần nhăn lại, sau khi do dự một lát, hắn vẫn cắn răng tăng tốc cơ giáp sáng thế thần, trực tiếp vọt qua, không có bày mưu tính toán nào là tuyệt đối. Đến thời điểm mấu chốt vẫn phải mạo hiểm liều một phen rất nhanh đỗ địch an đã đến gần tường thành và nhìn thấy có một lượng lớn pháo binh ở đầu tường bắn về phía hắn thấy những vũ khí phòng thủ của thành phố nhắm về phía mình đỗ địch an lại nhẹ nhàng thở ra tiện đà nhanh chóng liếc nhìn đánh giá cảnh vật xung quanh cũng không nhìn thấy cơ giáp sáng thế thần khác trong lòng cũng yên tâm hơn hắn phối hợp với hệ thống trí năng của cơ giáp sáng thế thần linh hoạt lấp lóe trong pháo laser những công kích kia bị hệ thống trí năng của cơ giáp đo lường ra cường độ có những cường độ có thể xem nhẹ, chỉ tập trung tránh né những cường độ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển và công kích tổn hại đến cơ giáp. Không thể không nói, hệ thống trí năng trong cơ giáp này vô cùng mạnh mẽ, trong hoàn cảnh xấu như vậy, vẫn có thể chọn ra phương án tốt nhất, hơn nữa lại tinh toán trong từng giây, nhanh hơn con người tự tính toán gấp nhiều lần. Cơ giáp sáng thế thần mơ hồ giống như một tia chớp vàng lao ra từ bên trong bầu trời đầy ánh lửa, cơ giáp màu vàng phản phất giống như một vị thần, không hề bị tổn hao gì, sức phòng ngự khủng bố đó khiến khiến đông đảo binh lính trên tường thành sợ ngây người. Không chờ bọn họ tiếp tục tấn công hỏa lực lần thứ hai, hai chùm tia sáng vàng đã nhanh chóng bay tới, lập tức có quan quân đứng ra hạ lệnh cho đi. Vèo! Vèo! Chờ đến khi hai chùm tia sáng vàng vọt qua, tiếng rít cuồn cuộn như sóng thần mới thổi quét đến sau, trong mơ hồ giống như toàn bộ trời đất đang rít gào vậy, đây là tiếng gió hú do cơ giáp sở kéo theo. Nguồn năng lượng còn 37, đổ Địch An nhìn thoáng qua chỉ số nguồn năng lượng hiển thị trên cơ giáp, chỉ còn hơn 3 gạch, trong đầu hắn hiện ra những đồ vật đã biết được trong thời gian này, phạm vi khoảng cách và khu vực trong vòng hòa bình, sau đó nhanh chóng tính toán ở trong lòng. Kết hợp với lộ trình lúc trước đã đi qua và nguồn năng lượng bị tiêu hao, kết quả là miễn cưỡng có thể lao ra ngoài vòng hòa bình. Vèo Một tia laser bay vụt tới từ phía sau, đập vào ở phần cánh sau lưng của cơ giáp, khiến cơ giáp có hơi lão đảo, suýt nữa đã nghiêng xuống mặt đất, tuy nhiên đã có hệ thống tự cân bằng của cơ giáp và hệ thống trí năng nhanh chóng điều chỉnh, ổn định độ nghiêng, nhưng tốc độ lại suy giảm. Ma tộc, giơ tay chịu trói đi. Bộ phận truyền tin trong cơ giáp bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng của nữ. Tầm mắt đổ địch an nhìn lướt qua hai cơ giáp phía sau, nhìn thấy trong đó có một cơ giáp nữ đang nói chuyện, hắn khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác bất an khi xem nhẹ chi tiết lúc trước lại hiện lên ngu xuẩn mất khôn chuẩn bị chịu chết đi nàng thấy đỗ địch an không để ý mình trong mắt hiện lên một tia tức giận trên mặt đỗ địch an đột nhiên biến sắc lại không phải bởi vì lời của nàng mà là cuối cùng hắn cũng nghĩ ra thứ mà mình xem nhẹ là gì không ổn đỗ địch an vừa muốn đứng lên lao ra khỏi cơ giáp đột nhiên từ phía sau ghế dựa khoang điều khiển kéo dài ra một hộp kim cứng cáp cục chặt thân thể của hắn lên trên ghế cùng lúc đó bàn phím ảo trước mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một cửa sổ, trở thành một màu đỏ như máu, phía trên hiện ra con số 3. Khởi động quá trình tự bạo trí tuệ nhân tạo trong cơ giáp phát ra âm thanh khô khan Đồng tử đổ địch an co chặt, hắn hoàn toàn không đụng vào quá trình tự bạo trong cơ giáp, một màn trước mắt này đã chứng thực suy đoán của hắn, tất cả mọi thứ là cái bẫy, từ khi liên bang ma tộc cấp 11 tìm được mình, thì đã bố trí xong cái bẫy rồi. Phá cho ta, lông tóc toàn thân đổ địch an dựng thẳng lên đột nhiên hắn cầm nhẹ một tiếng thân thể lập tức điên cuồng mọc ra lưỡi dao cắt liệt sắc bén giống như những xúc tu ma hỗn độn đâm thủng ghế điều khiển trong nháy mắt nhưng khi dùng sức quá mức khiến trái tim đột nhiên đập nhanh và chấn động mạnh cơn chấn động này lan truyền khắp toàn thân dường như toàn bộ cơ bắp trên người đều chấn động và co rút theo tiếng tim đập bao gồm cả ý thức trên đại não cũng vang lên ầm ầm kèm theo từng trận choáng váng trong mắt đổ địch an hiện lên một tia hoảng hốt nhưng trong nháy mắt đã tỉnh táo lại lưỡi dao sắc bén múa may trên toàn thân chuyển hướng chém về phía sợi dây hợp kim đang trói buộc cơ thể xẹt xẹt sợi dây hợp kim bị lưỡi dao cắt liệt sắc bén cọ sát tạo ra âm thanh chói tai nhưng điều khiến đổ địch an kiếp sợ đó là độ cứng của sợi dây hợp kim đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn lưỡi cắt liệt sắc bén không gì là không chém được trong nhiều năm của mình lại không thể chém đứt sợi dây hợp kim không dài quá một cm này sao lại như vậy chứ Đỗ Địch An ngây người trong chớp mắt, khóe mắt nhìn thấy con số trên màn hình đã chạy đến số 2, khi hắn chú ý đến thì con số lại nhảy lên lần nữa, biến thành số 1. Đồng tử của hắn hơi co rút lại, giờ khắc này chỉ cảm thấy dường như dòng máu trên toàn thân đang chảy ngược dòng, dồn vào trong đầu, từ xưa đến nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm nào. Khiến hắn cảm thấy thời gian xung quanh dường như đang ngưng động Không 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 Ý thức của hắn hét lên Ngay sau đó Lưỡi dao cắt liệt sắc bén trên toàn thân lúc trước cũng co lại quay về trong cơ thể, bằng tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy được, toàn bộ quá trình chưa đến nửa giây, trong khoảnh khắc lưỡi dao cắt liệt sắc bén rút về trong cơ thể, thì ánh sáng chói lọi cũng phát ra trên toàn thân của hắn. Lóa mắt vô cùng, đồng thời độ ấm của khoang điều khiển cũng tăng lên rất nhanh. Vèo Toàn thân đổ địch an giống như dung nham hòa tan, chảy ra từ sợi dây hợp kim, trong đó một đám chất nhầy đỏ hồng trào dân cực nhanh, sau đó hóa thành một lưỡi dao sắc bén dọc theo cơ giáp cổ phóng ra ngoài toàn bộ quá trình đều diễn ra trong một giây nhanh như ảo ảnh khi chất nhầy màu đỏ tươi kia hóa thành lưỡi dao sắc bén lao ra khỏi cơ giáp cảnh tượng bên ngoài cơ giáp cũng xuất hiện trong tầm mắt đổ địch an hắn vừa muốn thở vào nhẹ nhõm thì đột nhiên ngơ ngẩn bùng cơ giáp sáng thế thần nổ tung trên không trung cảnh tượng giống như một tên lửa hạt nhân nổ tung trên không trung vậy âm thanh vang dội thổi quét mấy trăm dặm thậm chí có thể truyền tới phía trên không một thành thị có khoảng cách gần nhất. Những mảnh nhỏ và khói đặc trò tàn sau khi nổ tung khuếch tám ra giống như cây nấm, khiến ma vật chuột đêm loại nhỏ dưới mặt đất gần đó cũng bị dọa sợ đến nỗi lập tức khoan hang động chạy về tổ, cơ thể rung bần bật. Không chờ đến khi sương khói tiêu tán, hai tia sáng vàng lập tức nhảy vào trong đám mây hình nấm, nửa phút sau, hai cơ giáp lại chạy ra khỏi đó, ngừng lại trên không trung ở gần đó, trong cánh tay máy thật lớn của một trong hai cơ giáp sáng thế thần đang cầm một khối năng lượng ma trận hình vuông trong khối năng lượng có một quả cầu đá vô cùng tròn trịa nhưng bề ngoài quả cầu đá lại đầy vết xước có một chút vết xước bị vỡ lộ ra hố lõm vậy mà vẫn còn sinh mệnh cô gái tóc đỏ trong cơ giáp hơi hít sâu ánh mắt tràn ngập sự chấn động thông qua hệ thống trí năng trong cơ giáp đã kiểm tra ra nhiệt độ trong quả cầu đá tuy rằng vô cùng mỏng manh nhưng vẫn là nhiệt độ bình thường của sinh mệnh quả cầu đá này cũng là vật thể duy nhất ở giữa vụ nổ hiển nhiên đó là ma tộc hung ác kia đây là hình thái ma hóa của ma tộc kia tại sao lại như vậy lúc trước hình như chúng ta đã nhìn thấy hắn biến thành quái vật toàn thân đều là lưỡi dao chẳng lẽ hắn có thể biến thành hai loại ma thân một người đàn ông trung niên cường tráng bên trong cơ giáp kế bên hơi giật mình ánh mắt trở nên nghiêm túc ta chưa từng nghe nói có ma tộc có thể biến thành hai loại hình thái khó trách bên trên nói là phải bắt sống xem ra ma tộc này có chút đặc biệt cô gái tóc đỏ dùng máy truyền tin trả lời nói xong ánh mắt của nàng dừng trên quả cầu đá một lần nữa nói lực phòng ngự của ma tộc này quá khủng bố vẫn có thể sống sót khi cơ giáp sáng thế thần tự bạo hơn nữa vừa rồi chúng ta dùng năng lượng ma trận trói buộc cơ giáp xung quanh dùng năng lượng nổ tung vào trong ma trận thật sự khó có thể tưởng tượng uy lực nổ tung bên trong đã đạt tới mức độ nào nhưng hắn chẳng những không hóa thành tro tàn mà còn có thể sống sót sức sống này quá khủng bố rồi người đàn ông trung niên cường tráng nghe vậy khẽ gật đầu trong mắt có chút kiên kỵ nói đi thôi mau chóng đưa hắn trở về tránh để cành mẹ để cành con được tóc đỏ nữ tử gật đầu nơi này để lại cho người đến sau thu dọn đi hẳn là không còn sót thứ gì nữa hai người đã nói xong điều khiển cơ giáp vòng vèo rời đi mới vừa bay ra hơn 1.000 mét đã gặp được hai cơ giáp sáng thế thần đến sau công thêm ba cơ giáp lúc trước nữa, tổng cộng là năm cơ giáp. Đây là nội tình bên trong Terra, chỉ vì bắt giữ một ma tộc mà đã dùng đến năm cơ giáp sáng thế thần, tính năng của mỗi một cơ giáp đều có thể so với vương giả trong đế quốc. Khoảng hơn 10 phút sau, hai cơ giáp đã bay về một khu hoang mạc trong vùng ngoại ô thành phố Đô Yêu, bên ngoài nơi hoang mạc này bị tường đá vây quanh, bao lại toàn bộ hoang mạc, ở trong hoang mạc cũng có thể tùy ý nhìn thấy một ít trong chóng quay để phát điện, cùng với tấm năng lượng mặt trời. Một ít chim trắng kỳ lạ đang bay và một ít binh lính mặc quân phục đi tuần tra. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện một ít sâu màu đen bò lên thực vật trong hoang mạc, những con sâu giáp sát này lại chiếu ra ánh sáng kim loại, đó là sâu máy móc dùng để điều tra, trải rộng khắp hoang mạc. Trong vùng hoang mạc này cũng là một căn cứ chủ yếu của tập đoàn tài chính Terra. Hai cơ giáp ngừng trước lâu đài cổ giống như khu kiến trúc ở trung tâm hoang mạc, bên ngoài khu kiến trúc có một lượng lớn binh lính đang mặc quân phục màu đen canh giữ bên trong lâu đài cổ có mấy chiếc chiến xa đang đậu, ngoài ra còn có một cái lều lớn, chiếm địa diện tích mấy ngàn mét vuông, bên trong là các loại hình cơ giáp xếp thành hàng. Là chúng ta, mở cửa, cô gái tóc đỏ kết nối với thông tin hình ảnh trong căn cứ, hình dáng của nàng cũng xuất hiện trên hình chiếu ảo, ngay sau đó cánh cửa trước lâu đài cổ cũng mở ra, nàng điều khiển cơ giáp đi vào một kiến trúc bên cạnh lâu đài cổ, tòa nhà này có hình dạng giống như vảy lưng của con cá. Hình dạng kiến trúc có từng cây bén nhọn dựng thẳng lên vô cùng kỳ lạ, dưới đáy là một lối đi sâu và to, giống như một cái miệng lớn. Hai người cô gái tóc đỏ vận chuyển quả cầu đá vào lối đi sâu và to này, đi một đường đến căn cứ dưới lâu đài cổ. Hai người ngồi trong cơ giáp, thông qua nhiều lớp xác minh thân phận, rồi đi đến tầng cuối cùng trong căn cứ, nơi này có không ít người đứng tại một chỗ trên đài cao, dường như đang chờ đợi hai người, hơn nữa đã sớm chuẩn bị xong lồng giam. Đây là lồng giam năng lượng hình vuông rất lớn với chiều dài cạnh khoảng 10 mét. Lúc này cô gái tóc đỏ đưa quả cầu đá trên tay cơ giáp vào trong lồng năng lượng. Toàn bộ lồng năng lượng lập tức biến từ trạng thái hư ảo thành thực thể. Ngoài ra ở bên ngoài lồng năng lượng cũng dựng lên 5 lồng năng lượng khác, tổng cộng là 6 lồng năng lượng. Từng cái chồng lên nhau giam quả cầu đá ở bên trong. Trên sàn nhà hợp kim phía dưới lồng năng lượng là 6 khe lõm, mỗi lồng năng lượng đều dâng lên từ trong khe lõm, hình thành ở giữa không trung. Đây là ma tộc kia. Mọi người trên đài cao đánh giá quả cầu đá với sắc mặt khác nhau. Khi mọi người đều bàn luận về quả cầu đá, một người trung niên có dáng người thon dài cũng đi tới, người đó mặc một bộ áo dài đen khắc viền vàng, thoáng nhìn giống như một thầy tu trong nhà thờ, lại giống như một quý ông cổ xưa, giơ tay nhấc chân đều hiện ra lễ nghi ưu nhã. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này xuất hiện, tất cả mọi người chấn động, vội vàng gọi, chủ tịch. Hesody hơi gật đầu, ánh mắt nhìn sơ qua mọi người sau đó nhìn về lồng năng lượng thật lớn đang chứa quả cầu đá trước đài cao hắn hơi ngẩn ra một chút nhớ mày nói đây là ma tộc kia sao mọi người nhìn nhau qua lại không ai trả lời lúc này cô gái tóc đỏ điều khiển cabin nhảy xuống dừng ở dưới đài cao sau đó hành lễ cúi đầu nói báo cáo chủ tịch đây là ma tộc ngài muốn chúng ta bắt về thực lực của hắn vô cùng hung hãn liên tục chém giết nhiều đồng bạn của chúng ta trong lúc vật lộn hắn cũng bày ra năng lực phi phàm. Ta nghi ngờ hắn đã có hai loại ma ngân có năng lực khác nhau, may mắn trí tuệ nhân tạo đã sớm sắp xếp xong kế hoạch để chúng ta phục kích hắn, rất nhanh hắn đã mắc mưu, cướp đoạt một cơ giáp sáng thế thần, bị trí tuệ nhân tạo trong cơ giáp kích phát kích nổ, khiến hắn bị thương nặng. Khi đi nghe nàng nói đến hai chữ trí tuệ nhân tạo, mí mắt hắn hơi nhảy lên một chút, nhưng không ai chú ý tới. Chờ đến khi cô gái tóc đỏ Alice nói xong, hắn mới tiếp tục hỏi, vậy vì sao bây giờ hắn lại là cục đá? Alice thấp giọng nói, tuy rằng bây giờ nhìn thấy hắn là cục đá, nhưng đây hẳn là do năng lực ma ngân tác động, ta đoán ngay khoảnh khắc cơ giáp sáng thế thần tự bạo đã kích hoạt năng lực ma ngân này, hóa đá toàn thân, năng lực phòng ngự đến mức cao nhất, nhưng quy lực cơ giáp sáng thế thần tự bạo mạnh mẽ kiểu gì chứ? Thật sự không thua vũ khí hạt nhân, tuy rằng hắn có thể sống sót, nhưng bây giờ đã hôn mê, thần chí không rõ chỉ là ma lực trong thân thể vẫn duy trì theo bản năng, cho nên mới giữ được trạng thái như vậy, chờ đến khi hắn thức tỉnh chắc sẽ khôi phục hình dáng nhân loại. Nghe xong lời nàng nói, Hesodi hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Còn những quan chức cấp cao khác sau khi nghe xong cũng bừng tỉnh, bọn họ còn tưởng rằng ma tộc khiến Hesodi cực kỳ để tâm sẽ có hình dạng là cục đá, cho nên mới đặc biệt đến thế. Chủ tịch, có thể đưa ma vật này cho ta không? một lão nhân mang thấu kính thật dày có vài phần cung kính và cuồng nhiệt mở miệng nói dáng người của hắn không cao phần lưng hơi còng cho nên khi đứng trong đám người nhìn vô cùng thấp bé nhưng lúc người xung quanh nghe thấy lời này ánh mắt nhìn về phía hắn cũng hơi kiên kỵ chủ tịch alice nói ma vật này có thể có hai loại ma ngân nếu như là thật vậy một khí ta nghiên cứu ra bí mật trong thân thể của hắn thì những ma tộc sau này chúng ta sản xuất ra sẽ có sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều đây là tài liệu thực nghiệm tuyệt hảo hy vọng chủ tịch có thể giao cho chúng ta. Một lão nhân mặc đồ trắng khác lên tiếng, hắn có dáng người khô gầy, một bên mắt chỉ còn lại lòng trắng, thoáng nhìn có hơi đáng sợ. Những quan chức cấp cao khác thấy hai người này tranh giành ma tộc, đều lộ ra nụ cười chế nhạo như đang xem diễn, trong đó có một số ít người cũng nhếch khóe miệng cười lạnh khó nhận ra, dường như đang trào phúng bọn họ không biết lượng sức. Khi Alice nghe lão nhân này nói đến hai chữ sản xuất, ngón tay rủ xuống dưới chân hơi cong lại, nhưng rất nhanh nàng đã thả lỏng chỉ là trong mí mắt buông xuống vẫn hiện ra sát ý và lửa giận đừng cãi nhau nữa đi khẽ nhíu mày lên tiếng đánh gãy hai người nói ma tộc này phải giao lên phía trên không phải là thứ các ngươi có thể đụng vào phía trên mọi người nghe đi nói biểu cảm có hơi sửng sốt ngay sau đó trên mặt không khỏi biến sắc phải biết rằng đi chính là chủ tịch của tập đoàn tài chính terra cho dù là đồng nghiệp cấp cao khác trong tập đoàn tài chính khi ở trước mặt hắn đều phải gật đầu khen ngợi hơn nữa hắn cũng có quyền sa thải những thành viên đồng nghiệp khác thân làm người có chức vị cao nhất trong tập đoàn terra có thể nói cho dù là chủ tịch liên bang khi nhìn thấy hắn cũng phải chủ động chào hỏi dù sao những dân chúng bình thường không biết nội tình nhưng bọn hắn thì biết đại đa số chủ tịch liên bang khóa trước đều là do tập đoàn terra nâng đỡ để lên chức cho dù là quân đội hay các lĩnh vực khác cũng đều có người của bọn họ, chỉ cần he đi muốn, thậm chí có thể cắt chức một vị chủ tịch. Thế lực chân chính nắm giữ mạch máu và quyền thế trên toàn bộ liên bang, đó là tứ đại tập đoàn tài chính. Mà đặt tập đoàn tài chính te ra là tập đoàn tài chính có nội tình hùng hậu nhất trong tứ đại tập đoàn tài chính, nhưng nhân vật khiến he đi gọi phía trên, đại khái cũng chỉ có một vị. Nghĩ đến sự tồn tại của vị đại nhân kia, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng, hai mặt nhìn nhau, không ai mở miệng nữa. Những người lúc trước đã chọn từ xong, chuẩn bị tranh đoạt với hai vị lão nhân cũng ngượng ngùng ngậm miệng lại, mắt to trừng mắt nhỏ vô cùng xấu hổ. Kiểm tra cho hắn trước đi, đừng để suy nhược đến chết. He so đi dặn dò, những người khác giải tán hết, chuyện lần này không cần truyền ra ngoài, tránh để tạo ra ảnh hưởng xấu không cần thiết. Vâng, chủ tịch. Mọi người nhận lời, có người rời đi. Có người tìm kỹ thuật viên kiểm tra cho quả cầu đá trong lồng năng lượng, những người còn lại thì chờ tại chỗ, tầng này nơi bọn họ làm việc, hiển nhiên không thể vứt bỏ đi để làm chuyện của mình. Rất nhanh đã có báo cáo kết quả kiểm tra. Dụng cụ tera kiểm tra thẩm tách hoàn toàn quả cầu đá thông qua lồng năng lượng, bao gồm cả nhóm máu cũng có thể trực tiếp kiểm tra ra, thậm chí không cần rút ra để xét nghiệm máu, thì số liệu cũng sẽ không có sai sót gì. Chủ tịch Quả cầu đá này thật sự là ma tộc kia, hắn vẫn còn dấu hiệu sự sống mỏng manh, ngươi xem trái tim trong cơ thể hắn vẫn yếu ớt nhảy lên. Một người trung niên đeo kính có dáng vẻ gầy yếu đưa cho đi mấy tấm ảnh. đi tiện tay lật xem, hình ảnh này là cảnh tượng bên trong quả cầu đá, có thể thấy trong quả cầu đá có rất nhiều hình dáng máu thịt và xương, còn có các khí quan như xương sọ, dạ dày vân vân, thứ dễ nhìn thấy nhất trong đó chính là một quả tim màu vàng đi khẽ nhíu mày khi nhìn cảnh tượng kỳ quái này, trong lòng cảm thấy hơi mệt mỏi, bên trong quả cầu đá giống như là hỗn hợp của một đám thịt bị xoa bóp cắn nát trộn lẫn với xương và khí quan, giống như là bị người ta băm thi thể rồi bỏ thêm vào bên trong vậy. Không chết là được. Hắn trả lại hình ảnh trong tay cho người trung niên gầy yếu, hỏi, hắn như vậy thì có nguy hiểm đến tính mạng không, có cần điều trị hay không? Cái này, người trung niên gầy yếu cảm thấy có chút khó xử, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một thanh niên như vậy, không thể xác nhận, nhưng nếu chủ tịch đã hỏi, hắn cũng không dám trả lời trực tiếp như vậy, sau khi suy tư một chút, đành phải nói, nếu chủ tịch muốn hắn sống sót thì vẫn cần điều trị cho hắn một chút. He đi nói, vậy chữa khỏi cho hắn đi, ngoài ra, nhanh chóng đánh thức hắn. Vâng, chủ tịch. Người đàn ông trung niên yếu ớt nói. Trong bóng đêm lạnh như băng, giữa cơn hoảng hốt, Đỗ Địch An cảm giác được dòng nước ấm mỏng manh đang lan tràn toàn thân. Ngay khi dòng nước ấm vây quanh, hắn cảm giác ý thức của mình hơi thanh tĩnh một ít, không còn hoảng hốt như vậy nữa, cũng không bị đau đớn kịch liệt kích thích. Hắn trợn mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy một gần đó có một lồng năng lượng gần như trong suốt. Bên ngoài lồng năng lượng là một căn phòng rất lớn, trong phòng có rất nhiều người qua lại. Nhìn cách ăn mặc rất giống với nhân viên nghiên cứu, trong đó một ít người đang chỉ vào hắn nói gì đó, trợ thủ bên cạnh dùng tập ghi lại lời hắn nói. Đỗ địch an ngơ ngẩn. Ngay sau đó, ký ức mơ hồ ập tới giống như thủy triều. Nổ tung, đếm ngược, sóng nhiệt, cơ giáp, sợi dây hợp kim chém không đứt, không trung xanh thẳm, năng lượng ma trận hình vuông. Tất cả hình ảnh đột nhiên ùa về trong đại não của hắn, hắn nhịn không được trung rẩy, nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngay sau đó cúi đầu xem kỹ thân thể của mình, nhưng khi cúi đầu một cái, lập tức phát hiện dáng vẻ của mình có hơi kỳ lạ đó là một quả cầu đá tròn trịa đoạn ký ức ngắn lập lòe hiện lên trong nháy mắt khi ánh lửa trong vụ nổ lan tràn tới đây hắn đã kích phát ra năng lực của ma ngân quy giáp giả hóa đá toàn thân ngoại trừ hóa đá cơ bản hắn còn rút cơ thể thành một quả cầu vì thế đã hóa thành một quả cầu đá bởi vì hóa thành hình cầu là phương thức giảm ảnh hưởng tốt nhất ta không chết vẫn còn sống sao đỗ địch an nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó tâm tình lại trở nên âm trầm chung quy vẫn là bị bắt chỉ là không biết rốt cuộc đối phương bắt hắn để làm cái gì nhưng chắc chắn không phải là vì giết chết ma tộc lúc này đỗ địch an nhìn thấy dường như có vài nhân viên nghiên cứu chú ý tới tình huống của mình phát ra tiếng kinh hô sau đó càng nhiều người quay đầu nhìn qua đây trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm giác bản thân giống như tinh tinh trong vườn bách thú hơn nữa còn là tinh tinh có biểu hiện đặc biệt cho nên mới bị kinh hô vây xem. Nếu đã bị nhận ra, Đỗ Địch An cũng không tiếp tục giả bộ ngủ say, hắn chậm rãi giãn thân thể ra, khôi phục hình dáng nhân loại, lần trốn thoát cực hạn này khiến hắn cảm giác dường như tiềm năng trong thân thể của mình lại bị kích phát ra một bộ phận, khi tránh thoát sợi dây hợp kim kia, hắn đã sử dụng năng lực ma ngân thái dương thú. Hòa tan toàn thân, loại năng lực này không phải chỉ đơn thuần là năng lực của thái dương thú, ngược lại càng giống như năng lực của cực băng trùng. Cực băng trùng khi bị chém thành vô số đoạn sẽ không chết đi, chỉ cần cho nó thời gian, thì sẽ hấp dẫn nhau gắn kết lại, khôi phục toàn thân một lần nữa, trong khoảnh khắc hắn lao ra khỏi cơ giáp cũng có năng lực như vậy. Hắn cảm giác bản thân có thể khống chế tất cả bộ phận trên cơ thể mình, mỗi một khí quan, thậm chí là mỗi một tế bào. Loại cảm giác này vô cùng thần kỳ, phải biết rằng, khả năng người thường khống chế thân thể của mình vô cùng kém, ví dụ như rất khó điều khiển hai tròng mắt của mình xoay ngược hướng, Thậm chí phần lớn người thường cũng không thể khống chế lỗ tai của mình, càng đừng nói đến việc khống chế dạ dày của mình mấp máy, vặn vẹo ruột, nhịp đập trái tim, lá phổi hô hấp vân vân. Đỗ địch an chậm rãi đứng dậy, cảm thụ thân thể một chút, sau đó chậm rãi đi đến trước lồng năng lượng, nâng tay lên, cánh tay dần dần hóa thành một lưỡi dao cắt liệt sắc bén, nhưng chỉ có cánh tay ma hóa cực hạn, đột nhiên hắn quay qua chém tới lồng năng lượng. ầm. Uhm. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua lồng năng lượng, nhưng bên ngoài lồng năng lượng vẫn còn lồng năng lượng khác, khi đâm đến tầng thứ hai của lồng năng lượng thì dừng lại. Ngay sau đó, chỗ bị đục lỗ trong lồng năng lượng nhanh chóng khép lại. Đỗ địch an nhanh chóng rút cánh tay lưỡi dao sắc bén về, khi rút về đến phần đầu lưỡi dao sắc bén, hắn cố ý tạm dừng một chút, lập tức nhìn thấy la dè loáng thoáng ở nơi khép lại lồng năng lượng, cắt đứt lưỡi dao sắc bén dài cỡ một ngón tay. Quả nhiên, trong khoảng thời gian chiến đấu lúc trước và khi hôn mê, đã kiểm tra tỉ mỉ thân thể của ta, ta chỉ có thể miễn cưỡng đục một tầng trong lồng năng lượng, dưới đất có sáu khe lõm, nếu muốn một hơi đánh xuyên qua sáu tầng lồng năng lượng, không biết có thể ngưng tụ ra tia xạ mạnh nhất của Thái Dương Thú được chưa? Nhưng nơi này không có ánh sáng mãnh liệt như vậy để mượn cánh mắt đổ địch an hơi chớp chớp, quay lại ngồi xếp bằng giữa lồng năng lượng. Muốn muốn thoát ra từ nơi này thì thật sự là không thể nào. Huống chi đối phương đã bắt hắn đến đây, hẳn là sẽ không chậm rãi nuôi hắn nếu không sẽ không ngẫu nhiên gọi hắn tới. Rốt cuộc mục đích bắt ta lại đây là để làm gì? Đỗ Địch an nhăn mày lại, có chút nghĩ không ra, bỗng nhiên hắn cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ lung tung như vậy, địch nhân biết thân phận ma tộc của hắn, đây mới là vấn đề căn bản. Nghĩ đến đây, hắn lập tức sắp xếp chuyện này lại từ đầu, bao gồm cả khoảng khắc đánh chết Tô Minh, đoạt lấy cơ giáp của hắn lẻn vào liên bang khi đỗ địch an đang suy tư nhân viên bên ngoài lồng năng lượng đã đi gọi he báo lại với hắn he nhìn đỗ địch an đang ngồi xếp bằng trầm tư trong lồng năng lượng cảnh tượng rất giống hình ảnh hắn nhìn thấy lúc trước hắn gật đầu sau đó để mọi người rời khỏi nơi này không được hắn cho phép thì không ai được tiến vào ngay sau đó tất cả các nhân viên công tác đều rút lui các ngươi cũng lui ra đi he nói với vài tên thủ vệ mấy người họ liếc nhau cuối cùng chỉ có thể cung kính lui xuống. Đỗ Địch An nhận thấy tình huống bên ngoài lồng năng lượng, vừa ngẩng đầu liếc nhìn qua đã thấy đi, là vị chủ tịch có quyền thế tối cao trong tập đoàn tài chính Terra này, thậm chí cũng được xem như nhân vật lớn số 1 số 2 trong toàn bộ liên bang. Chẳng trách hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, người này thật sự quá nổi danh, mức độ nổi tiếng không khác chủ tịch liên bang bao nhiêu, cho dù là đứa bé mới đi học tiểu học, cũng có thể nghe từ tin thời sự, cha mẹ nói chuyện với nhau, hoạt hình và các phương tiện khác để biết được dáng vẻ và thân phận của đối phương. Hắn hơi nheo mắt lại, im lặng nhìn đi. những mày đầy ý tứ hàm súc. Sau khi những người khác rời khỏi, đi nhìn Đỗ Địch An trong lòng năng lượng đang ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, bị người phía sau nhìn chằm chằm khiến hắn đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, đã rất lâu rồi hắn chưa gặp lại cảm giác này, chỉ có ở nơi của vị chủ thần đại nhân kia mới có thể cảm nhận được hàng ý nồng đậm và uy nghiêm nhiều hơn còn cảm giác mà đổ địch an cho hắn, lại giống như một giả thú hung ác lúc nào cũng sẽ vồ tới đây, cho dù ánh mắt kia vô cùng bình thản, yên lặng, lại có sáu tầng lồng năng lượng ngăn cách, nhưng loại cảm giác này vẫn khiến hắn cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, trái tim không nhịn được đập nhanh hơn. Đây là ma tộc chân chính. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, không khởi động dụng cụ ngay lập tức, mà là mở miệng nói, dường như ngươi cũng không kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì? Đỗ địch an hỏi lại. He hơi mỉm cười, nếu đối phương không hiểu ý hắn, thì hắn cũng không muốn giải thích, chỉ nói, không có gì. Có phải là nên kinh ngạc hay không, người bắt ta tới đây, lại là lão đại tập đoàn tài chính Terra. Đỗ địch an nhàn nhạt nói. He Sodi hơi nhíu mày, người đã sớm đoán được là ta. Có quyền để ta tiến vào công ty Randy rồi đạt được quyền hạn tối cao, lại có thể điều động ba cơ giáp sáng thế thần bao vây diệt trừ ta, thậm chí không tiếc hy sinh để một cơ giáp sáng thế thần tự bạo, ngoại trừ ngươi thì ai còn tư cách này nữa." Đỗ Địch An cười nhạt nói. Hesodi nhìn thoáng qua thanh niên này, bỗng nhiên có cảm giác số tuổi của người phía sau dường như là một dấu chấm hỏi, thái độ bình tĩnh và tự tin này hoàn toàn không giống một một người trẻ dưới 30 tuổi vừa dung nhập vào xã hội. "Vậy ngươi đoán xem, lý do ta mời ngươi tới đây là gì?" Hesodi rất hứng thú nói. Đỗ Địch An bình tĩnh trả lời, nếu đã rơi vào trong tay ngươi, vậy ngươi làm thế nào thì tùy ngươi, ta không sao cả. He so cười ha ha, vốn định vòng vèo hơi đổ địch an mấy câu, từ đó hiểu được tính đặc thù của đổ địch an, nhưng không ngờ ma tộc trẻ tuổi này dầu muối đều không ăn, lại cẩn thận thành thục, hắn biết nói thêm nữa cũng vô dụng, vì tránh để người kia biết được ý đồ của mình, lập tức không để ý tới đổ địch an nữa. Quay về phía máy tính CPU thật lớn cung kính nói, đại nhân, mọi người đều tản đi rồi. Đỗ Địch An nhìn thấy hành động đột ngột của đi, cho dù từ xưa đến nay hắn vẫn luôn bình tĩnh, cũng không khỏi sửng sốt, hơi kinh ngạc một chút, nhưng sau một giây, ý nghĩ đứt gãy nào đó hiện lên dưới đáy lòng của hắn trong nháy mắt, ý nghĩ này khiến trái tim hắn mạnh mẽ nhảy lên một chút, lỗ chân lông trên toàn thân co rút lại. Cảm thấy có một sự lạnh lẽo khó biểu đạt bằng ngôn ngữ. Lúc này, máy tính CPU có cấu tạo phức tạp kia đã vận chuyển, cùng lúc đó, Đỗ Địch An bỗng nhiên thấy một mảnh quần sáng từ bên ngoài chiếu xạ ở trước mình khoảng 3 mét, hóa thành một hình người giả lập, sau đó dần dần ngưng tụ thành thực thể, toàn thân là ánh sáng mông lung giống như thiên thần, gọi là hình chiếu ảo. Kỹ thuật hình chiếu ảo rất cao, hình chiếu ngưng tụ ra dần dần trở nên vô cùng chân thật. Khi nhìn thấy diện mạo của người kia, Đỗ Địch An lại ngây người lần nữa, nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Đây là một gương mặt phương Đông, hắn chỉ nhìn thấy hai ba lần nhưng vĩnh viễn cũng không quên được bởi vì gương mặt của người này cực kỳ đẹp trai đẹp trai đến mức giống như thiên thần hoàng mỹ mà thân phận của hắn cũng cao thượng đến nỗi không thể tưởng tượng được liên bang tôn xưng là vị thần khoa học hiển nhiên thần khoa học đã sớm đoán được phản ứng của đỗ địch an hắn chỉ hơi mỉm cười ngay sau đó mở miệng nói ngươi cũng lui ra đi hắn không hề xoay người mà là đưa lưng về phía he đi giọng điệu ra lệnh đã thể hiện rõ thân phận và địa vị tối cao của hắn He Sodi cũng không hề tức giận, trên mặt vô cùng khiêm tốn, phần lưng luôn thẳng hơi cong xuống, cung kính nhận lời, ngay sau đó nhìn thoáng qua đổ địch an trước mặt, rồi xoay người đi xuống đài cao rời khỏi tầng chót của của căn cứ này. Khi cánh cửa hợp kim đóng lại, dưới tầng chót to lớn như vậy chỉ còn đổ địch an và thần khoa học mà thôi, âm thanh đóng cửa vang vọng vô cùng vắng vẻ. Ngươi không chết sao? Sau khi đổ địch an khiếp sợ xong, phản ứng đầu tiên là buộc miệng thốt ra lời này thần khoa học hơi mỉm cười lần đầu gặp mặt đã hỏi người khác như vậy thật sự không lễ phép chút nào chắc đây đâu phải lần đầu chúng ta gặp mặt phải không đỗ địch an nói thần khoa học cười nhạt nói nếu ngươi muốn nói như vậy thì cũng không sai ngươi đã nhìn tượng điêu khắc của ta thấy hình dáng của ta bây giờ ta chỉ là một hình chiếu không khác gì tượng điêu khắc cho nên cũng không tính là lần đầu chúng ta gặp mặt đỗ địch an không rảnh để nói mấy vấn đề này với hắn lập tức hỏi ngươi không phải là người từ 300 năm trước sao? Không ai có thể sống đến 300 năm phải không? Chẳng lẽ ngươi đã đông lạnh thân thể một đoạn thời gian? Hay là ngươi làm phẫu thuật đổi đầu? Đối mặt với việc đổ địch an liên tiếp đưa ra vấn đề, thần khoa học cũng không mất kiên nhẫn, trên mặt mỉm cười nói, ngươi cũng nói rồi, không ai có thể sống đến 300 năm, nhưng ta cũng không xem như là người. Đỗ địch an ngẩn ra, nghĩ đến xưng hô của hắn, lập tức sắc mặt hơi biến hóa có biết vì sao ta tìm ngươi đến đây hay không? Thần khoa học cười nói. Ánh mắt đổ địch an chớp chớp, lắc đầu nói, không biết, nhưng chắc là từ đầu đến cuối không phải vì mục đích giải phẫu ta, cũng không phải vì biết được tình báo đế quốc từ chỗ ta, dù sao thông qua lịch sử chiến đấu dài dòng của liên bang và đế quốc, cũng đã sớm hiểu rõ mấy thứ này. Cho dù thật sự bắt được một vương giả đang đương nhiệm trong đế quốc, hẳn cũng sẽ không kinh động đến người có cấp bậc như Hesodi, càng huống chi là ngươi thần khoa học cười nói nói không sai lý do ta tìm ngươi là bởi vì thân phận của ngươi không giống với bất kỳ ai thân phận của ta không sai là thân phận giống với ta đỗ địch an lại ngơ ngẩn lần nữa phản ứng đầu tiên không phải là hoài nghi hắn nói xạo mà là cảm thấy có chút kinh ngạc thậm chí còn cảm thấy tự hào nhưng trong giây lát ý nghĩ này đã bị xua tan thay vào đó là cảm giác kinh hoàng khó tả vẻ mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc và mê man hỏi thân phận giống như ngươi sao? Chẳng lẽ nói, ta cũng là thần? Sao ta không biết chuyện này chứ? Thần khoa học cười thần bí, nói, ngươi không phải thần, nhưng cũng xem như là một bán thần. Bán thần? Không sai, thân thể của ngươi có tiềm năng trở thành thần, ngươi còn nhớ cảnh tượng đầu tiên khi ngươi mở mắt nhìn thế giới hay không? Nghe được lời này, trong đầu đổ địch an lập tức hiện ra những hình ảnh trong ký ức khi bị phi nguyệt lật xem, hắn đã sớm quên nó rồi, nhưng dưới năng lực ma ngân của Phi Nguyệt lại bị lật ra lần nữa, từ những hình ảnh nhìn thấy được sau khi mở mắt ra, mỗi một năm, mỗi một ngày đều hiện lên rất rõ ràng, nắm tay của hắn không khỏi siết chặt lại. Cảm nhận sự đau khổ khó hình dung bằng ngôn ngữ. Bởi vì lời thần khoa học nói không phải là sinh ra mà là ra đời. Thần khoa học nhìn thấy phản ứng của Đỗ Địch An, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, tuy là hắn hỏi như vậy nhưng cũng không cho rằng Đỗ Địch An sẽ nhớ rõ mọi chuyện từ lúc bắt đầu ra đời, nhưng dựa vào phản ứng kia thì chắc chắn Đỗ Địch An đã biết chút gì đó, hứng thú của hắn càng nồng đậm hơn, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như đã biết thân phận của mình, vậy ngươi cũng nên nhớ rõ, người chế tạo ra ngươi là ai phải không? Nghe thấy ba chữ người chế tạo, thân thể Đỗ Địch An hơi rung động một chút, hắn cảm giác có một sự tức giận mãnh liệt, muốn phát tiết nó ra ngoài nhưng đối tượng lần này lại không phải Phi Nguyệt, cũng không phải là Bô Rao, mà là thần khoa học hắn không thể nhìn thấu, hắn biết cho dù bản thân tiếp tục phủ nhận, thậm chí là lừa gạt bản thân. Không cho bản thân suy nghĩ và nhớ đến những hình ảnh kia thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc trước khi Phi Nguyệt lật xem ký ức của hắn, hắn đã thấy được tất cả hình ảnh từ khi mình mở mắt. Tuy rằng ngay lúc đó hắn vẫn luôn ở trong dụng cụ, không thể nghe thấy âm thanh của cha mẹ, nhưng dựa vào môi ngữ Hắn đã sớm hiểu được cuộc nói chuyện của bọn họ, cũng biết được thân phận chân chính của mình. Là một hy vọng do bọn họ chế tạo ra. Ít nhất ở trong miệng cha mẹ của hắn, hắn là hy vọng, là hình thái tiến hóa mới của nhân loại, cũng được gọi là con người mới. Con người chị cực kỳ đáng yêu luôn đối xử tốt với hắn, cũng chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi. Nhưng so ra hắn càng hoàn thiện hơn, đây cũng là lý do vì sao khi thiên tai ngoài ý muốn tiến đến, hắn đã được chọn trở thành người sống sót ngủ say trong tủ đông lạnh tuy rằng hắn không biết vì sao người chỉ có bề ngoài và trí tuệ cao hơn hắn ở trong mắt cha mẹ lại không hoàn thiện bằng hắn tiêu chuẩn để bọn họ định nghĩa con người mới là cái gì hắn chưa bao giờ tự hỏi mấy việc này chỉ đơn giản là vì không muốn tự hỏi không muốn suy nghĩ và chôn giấu ký ức này vào chỗ sâu nhất trong nội tâm bởi vì một khi suy nghĩ cẩn thận cuối cùng cũng chỉ là bi thương thần khoa học thấy đỗ địch an lâm vào trầm mặt cũng muốn trả lời hắn cũng không hề tức giận mỉm cười nói thần thai trên thế giới này cũng không còn nhiều ngươi cũng xem như là một trong những thần thai trưởng thành còn sót lại có lẽ bên trong đế quốc hỏa long ở phương bắc vẫn còn tìm được một đến hai thần thai còn ở trong đế quốc của ngươi có lẽ vị đế vương kia cũng là thần thai nhưng muốn bắt bọn họ cũng rất khó khăn về phần ngươi rõ ràng là thần thai nhưng thực lực lại nhỏ yếu đến đáng thương nếu ta không đoán sai chắc là ngươi bị vị đại đế kia đuổi giết đến đây phải không? Đỗ Địch An vừa hồi phục tinh thần từ trong suy nghĩ bi thương, nghe thấy lời này cũng không khỏi ngẩn ra, cảm giác có chút không hiểu, nhưng thần thai trong miệng hắn hiển nhiên là chỉ bản thân, còn đế quốc Hỏa Long hắn đề cập đến, lại khiến hắn nghĩ đến dị tộc Hỏa Long ở phía đông đế quốc, nhưng nếu dựa theo bản đồ địa lý của liên bang, thì tính ra cũng nghiêng lên phía đông bắc. Còn từ đại đế trong miệng đối phương lại khiến hắn hơi giật mình, theo như những gì hắn biết từ chỗ của Fensia, đế quốc do bảy đại vương giả thống lĩnh, phân hóa quyền lợi, nhưng ở trong mắt thần khoa học, dường như cũng không đề cập đến vương giả. Về phần thực lực của bản thân, tuy rằng không tính là vương giả chân chính, nhưng ít ra cũng khiến hắn điều động ba cơ giáp sáng thế thần có tính năng giống với vương giả mới bắt được, điều này cũng xem như đứng đầu trong nhân loại, lại bị hình dung là nhỏ yếu đến đáng thương, cho dù vương giả trong đế quốc mạnh hơn bản thân rất nhiều cũng không chênh lệch bao nhiêu điều này có phải là chứng minh hắn hoàn toàn không đặt vương giả vào trong mắt nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha